gì à? Lỗi rồi. Shipper tháo ra thấy. Dạ, shipper nói là shipper lấy luôn. Mua luôn hả? Thấy đẹp quá, mua luôn. Dạ. Trời ơi. Khách không nhận hàng mà shipper tháo ra thấy đẹp quá lấy luôn. Mua luôn. Không, em shipper gọi nhưng mà. Ừ, chắc mua cho con hay mua cho cháu gì đó. Thấy đẹp quá nhận hàng luôn mới ghê chứ. Hello, chị Nguyễn Ngân, em chào chị Nguyễn Ngân. Rồi, à, em chào cả nhà nha mọi người. Lên em lên hơi trễ chút xíu, em chơi game tí xíu thôi hả. Tặng 3 phần quà tặng cho mọi người tương tác tốt bài viết giùm em. Lên cho em mã may mắn nha mọi người. May mắn không, mã tặng đi. Mã tặng giùm em đi mới chết. Tặng kèm số điện thoại và kèm size của bé giùm em. Hôm nay tặng ở hung nữa đi. Trai hoặc gái kèm số điện thoại và kèm số cân giùm em. Tặng cho mọi người 3 phần quà may mắn ngày hôm nay. Chị nào thấy em tương tác tốt bài viết giùm em luôn. Và cho em xin 1, 2, 3 nút chia sẻ của mọi người nha. Cho em xin 3 nút chia sẻ hội nhóm với chế độ công khai. Và 1 đến 2 nút chia sẻ trang cá nhân giùm em nhé cả nhà ơi. Tương tác tốt bài viết giùm em. Và mọi chị cho em xin 1 nút. Một nút like nè, một nút like bài viết, một nút share giùm em nhé mọi người. À, hẹn 20 phút mà lâu quá trời hả? Giờ dây thun quá mà. Rồi, tặng bé gái hoặc bé trai kèm số cân giùm em nha mấy chị ơi. Tặng gái hoặc trai kèm số cân giùm em. Và mọi người, mọi chị đang xem cho em xin 2-3 nút chia sẻ hội nhóm để không bị ẩn comment ngày hôm nay nha mọi người ơi. Hôm nay em sale xả kho tiếp. Và tối nữa em lên chút xíu rồi tối nữa em lên nữa nha mọi người. Rồi chị nào thấy em chấm bài tương tác tốt bài viết em luôn. Cho em xin 2-3 nút chia sẻ hội nhóm của mọi người nha. Hôm nay áo thun mùng jean váy rồi này kia có lẽ cái. Mọi người gán săn giùm em nha. Và sale giá sập sàn luôn cho mấy chế. Nên là mọi chị đang xem cố gắng tương tác bài viết 3 phần quà may mắn dành tặng cho 3 chị khách ngày hôm nay nha. Cố gắng tương tác tốt bài viết và chơi mini game với em đầu like để không bị ẩn comment nha mọi người ơi. Và nhớ giùm em là khách bên em chốt đơn theo hệ thống SMS, bên em chúc ơn gửi tin nhắn qua SMS nên là mọi người gán chú ý. Ngày thứ hai mình coi chủ nhật hoặc thứ hai á là em sẽ gửi tin nhắn chốt đơn cho mọi người. Nhớ lưu ý giùm em là cái tin nhắn SMS nha mọi người, nhớ kiểm tra kỹ cái hóa đơn giùm em nha mấy chế ơi. Và có vấn đề gì thì inbox dưới cái đường link phía dưới và đừng trả lời lại tin nhắn giùm em nha. Rồi, tương tác tốt bài viết giùm em và em tặng 3 phần quà áo thun cho 3 chị khách may mắn ngày hôm nay. Lên hơi trễ nên là tặng quà nhanh rồi em sẽ lên bán hàng luôn cho mọi người nha. Hàng sale thì số lượng có cực kỳ ít luôn nên là mọi người chị nào săn hàng sale mình có được cái mã sản phẩm đó rồi thì mình cố gắng khách mới thì cho em thông tin nha mấy chế ơi. Và chọn kỹ cái size, chọn kỹ cái mã giùm em. Sale rẻ thiệt, rẻ dịch tới rồi nha. Sale rất là rẻ luôn. Sale nốt luôn cho mọi người, em xả kho hết luôn cho mấy chế. Nên là cố gắng chọn trưa hôm nay và tối hôm nay nha mấy bà ơi. Rồi, 3 phần quà em được một cái rồi. Sáng mới nhận đồ, đẹp lắm. Nè Trân ơi, em cảm ơn chị Trần Vịnh Lệ Tường. Cái hãng mới đó đẹp không mọi người? Chị nào đã nhận được hàng hãng mới rồi cho em xin ít review của mọi người đi nào. Mấy bà ơi, rồi vô nhanh cấp tốc bài viết giùm em luôn nha mấy chế ơi. Chị nào đã nhận được đơn rồi thì cho em xin một ít review về hãng mới đi mấy chế. Chất quá đỉnh luôn đúng không mọi người. Các anh shipper á, ảnh giao hàng cho khách mà khách em không nhận hàng mà anh shipper anh thấy đẹp quá anh nhận luôn. Anh thấy đẹp quá em lấy hàng luôn á mọi người. Trời ơi. Rồi, em được 2 bill rồi nè. Em công bố luôn nha mấy cháu ơi và tương tác tốt bài viết giùm em luôn nha. Chị khách may mắn hôm nay là chị Linh Xù. Số điện thoại đuôi là 139. 139 em tặng cho chị bé trai 25 kỹ nha chị Linh Xù ơi, chị trúng mini game em bên em rồi đó. Nên là mấy chị cho em xin thêm 2-3 nút share và tương tác tốt bài viết giùm em luôn nha cả nhà. Mới nhận được 1 triệu mấy, 11 cái. Quá đã luôn mẹ Khai ơi. Cảm ơn chế rất là nhiều nha chế ơi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nha. Rồi hôm nay là xả kho nên là mấy chế gắng cố gắng chọn được cái gì hốt cái đó nha mọi người. Rồi chị Linh Xù có được mã quà tặng. Rồi tiếp theo con quà tặng thứ hai. Con quà tặng thứ hai em xin dành tặng cho chị Tiểu Phương. Chị Tiểu Phương xin hỏi đuôi là 335 mã tặng. Tặng cho bé gái 10kg. Mua đồ về vê ở nhà thôi, dịch không đi đâu được. Ở nhà mặc đồ này cũng xinh đúng không mọi người, bé thấy cưng.
Rồi, cảm ơn chị Tiểu Phương rất là nhiều nha chế ơi. Và cho em xin 2-3 lượt share của chế nữa nha. Rồi, con cuối cùng luôn và em lên bán hàng luôn cho mọi người. Lại vì lên quá trễ rồi. Nên là em chơi mini game rất là nhanh. Mọi người cố gắng chơi với em, tương tác tốt bài viết để không bị ẩn comment nha mấy chế. Và một con cuối cùng, cuối cùng em xin dành tặng cho chị Đồng Hằng. Chị Đồng Hằng số điện thoại đuôi là 425. Tặng cho bé gái 2-3 kg. Mong được một lần may mắn nhà khai, đồ xịn và đẹp. Em cảm ơn chế rất là nhiều luôn nha chế ơi. Rồi mọi chị đang xem tương tác tốt bài viết luôn. Và em lên mã, em lên bán hàng luôn cho mọi người nha. Ráng cố gắng hôm nay săn. Em nay em vẫn xả kho. Hôm nay, trưa hôm nay và tối hôm nay em vẫn xả kho. Nên mọi người ráng cố gắng đón xem nha mấy chế ơi. Rồi lên con đầu tiên B168.000, con đầu tiên lấy tương tác thôi. Con này em bán sạch bách luôn. Cái này về chắc tầm khoảng 2 mấy ghi có, 20 mấy ghi áo này có. Cái này em còn sót được đúng 5 cái của chị khách sĩ. Của chị khách sĩ chọn có 5 cái rồi xong rồi đi ra luôn. Nên là em không có gửi hàng. Rồi, cái này tương tác tốt giùm em. Cho em xin là mã B1 nha mọi người ơi. 68.000 cho em nha. B168.000 kèm số cân giùm em. Cái đó em có được mấy size, size 100 trở lên. Trời ơi, xịn sò nha, trai gái đều mang được nha mọi người. Tương tác tốt bài viết nha mấy chế ơi. Ráng xem chút xíu em like chút xíu buổi trưa. Rồi tối nay em like tiếp cho mọi người nha. Rồi B168.000 tương tác tốt bài viết, trai và gái đều mang được. Có áo rất là xịn sò luôn. Trời ơi, xuất sắc nha mọi người. 12-13 kg trở lên. Và chốt cho em tới size nhiêu? Tới size 140 nha. Cố gắng tương tác bài viết cho em xin một share và một like của mọi người nha. Để không bị ẩn comment ngày hôm nay nha mọi người. Hôm nay bị ẩn comment là tiếc lắm luôn á, thật sự. Rồi, cố gắng tương tác bài viết giùm em. Và cho em xin vài nút chia sẻ hội nhóm của mọi người. Mọi người tương tác với em bằng 3 cách. Một là mình like bài viết em đang like. Hai là mọi người cho em xin 2-3 nút share của mọi người nha. Với cái chế độ công khai giùm em nha mấy chế ơi. Và ba là chốt đơn kèm icon giùm em để không bị ẩn comment nha mấy chế. Để không bị ẩn comment nha mọi người. Rồi B168K cấp tốc đơn cho em luôn nha mấy chế ơi. Đúng một ri may mắn dành cho mọi người luôn. Mã B168 cho chị Trần Vĩnh Lợi Tường. Số 1 chị Mai Lê Lê. Số 2 chị Tôn Trúc. Số 25 kg chị Hồ Thương. Số 4 chị Trần My. Rồi, tiếp cho em con B2 này luôn mấy chế ơi. Xuất sắc nha. B2 này sale note. Còn mấy cái sale note cho mọi người luôn. B2 kèm size giùm em. B1 còn không? Hết rồi nha mọi người. B2 kèm size và mọi chị đang xem cố gắng tương tác tốt bài viết luôn. Tại vì mọi sản phẩm em có số lượng rất là ít và xả kho thì nó lẻ size. Nên là mọi người cố gắng chọn kỹ cái size giùm em. Tại vì hàng sale thì em không có đổi size. Nên mấy chế cố gắng chọn kỹ cái size giùm em. Trần Vĩnh Lệ Tường được chốt B1 không em? Chỉ đổi thành size 101 nhưng mà em không có hàng để đổi cho chế. Ấy thì em xả ra cho mình nha và em chốt cho chị khác nha mấy chế. Rồi tiếp cho em con B2. Chị Vân Vĩnh Lê Tường là size 101 hay 100? Rồi, ấy thì em xả cái của chị ra và em chốt cho chị khác nha. Chị Trần Vĩnh Lê Tường ơi, cố gắng chọn size kỹ kỹ giùm em nha. Tại vì những chị khách người ta có và những chị khách mình có rồi thì mình cố gắng ha, chọn kỹ cái size. B268.000 được mấy size à? B268.000 xả chốt cho chị khác đi em. B268.000 có từ size 101 tới 100. Mã B1.12kg cho chị Quỳnh Ly. Của chế 101 nè. B2 em có từ size 100 tới size 104 kèm size giùm em. 68.000 cấp tốc lên đô luôn nha mấy chú ơi. Cố gắng tương tác tốt bài viết giùm em. Và mọi chị đây xem cho em xin một nút share và một nút like của mọi người nha. Để không bị ẩn comment nha mấy chế. B2 giùm em. Rồi, mã B2 bé 16kg chị Nguyễn Ý Nhi. Bé 26kg chị Trần Lê Hạnh. Xem 3 chị Giang Hưng. Bé 25kg chị Hồ Hương. Xem 4 chị Mỹ Trinh. Rồi, mã B2 đây nè. Mã B2 bé 15kg chị Nhung Phương Nguyễn. Rồi, mã B2 bé 21kg chị Hoàng Thanh. Xuất sắc. B2. Mã B2 12kg trở lên cho em. 12kg và chốt cho em tới size 30kg nha mọi người. 68.000 cấp tốc lên đơn cho em và tương tác tốt bài viết ngày hôm nay nha mấy chú ơi. Rồi, B2 size 100 chị Huyền Trang. 68.000 bé 19kg chị Nguyễn Châu Tiết Mai. Mã B2 size 100 chị Dày Sinh. Xem 4 chị Hoàng Thị Kiều Hoa. Xem 4 chị Hà Phùng. Xem 4. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn con này. Rồi B2 còn mấy size đó, chị nào chưa có đơn hốt luôn cho em nha mọi người ơi. Rồi còn size 100, 120 và 130, 3 size chị nào chưa có comment lại cấp tốc bài viết giùm em. Và em hết chị Mai Hương, em hết B1 rồi chứ yêu ơi. Mã B2 xin 3 chị Phan Ngọc Diệp. Xin 100 chị Nhi Ngô. Rồi mọi
chị đang xem cho em xin một nút share, một like của mọi người nha. Rồi B2 còn size nhiều, size 1.2 và size 1.3. 23 nha mọi người ơi. Mở B2 xin 2 chị Anh Ngân. B3 chỉ có hàng nha, phải 1 dịp thôi, B3 nhiêu lên cho ơi. Rồi con này B3 80.000. B3 con áo này 80.000, áo cho bé gái nhưng mà người rất là đẹp luôn. B3 cắt tóc bài viết giùm em luôn và em còn được đúng mấy size. Chị nào thích con này hốt liền mã B3 giùm em. Và khách mới nhớ lưu ý giùm em là lên kèm cái icon lên kèm cho em cái số điện thoại để em chốt đơn cho mọi người nha. Và được đọc tên trên live rồi mình chủ động nhấn vào đường link phía dưới cho em xin địa chỉ nha mọi người. Bên em không có gọi điện thoại chốt đơn, bên em chốt đơn qua tin nhắn em ép nhanh lên. Nên là mọi người cố gắng ha, cố gắng để ý giùm em. Rồi con này em có size 101, 102 và 103. Nhưng cái form này nó size 101 nè mọi người. Cái form này 103 mặc được tới 27kg giùm em. Chị nào 27kg thì lên cho em cái số cân ha mấy chế. Rồi mã B3 77kg chị Trần Phương Anh, xin em 3 chị Phan Ngọc Diệp, 25kg chị Hồ Hương, 102 chị Trúc Nhi Hà, rồi 102 chị Nguyễn Châu. Em có size 101 và size 102 con này thôi mấy chế ơi. Cấp tốc lên đơn cho em luôn mọi người ơi. Rất là xịn sò, 80.000 hôm nay sale cho mọi người nha. Mọi chị đang xem cố gắng tương tác tốt bài viết giùm em và cho em xin 1-2 nút chia sẻ bài viết của mọi người nha. Cái này 80.000 mã là mã B3 kèm size giùm em. Em có size 101 và size 102, con này mặc được từ 15 tới size cho bé tầm khoảng 20-21kg. Bầu mà uống cà phê cũng dữ, uống cà phê cho tỉnh táo mọi người ơi. Uống cà phê cho tỉnh táo, ngày nào cũng phải có ly cà phê sữa. Mã B3 xin mốt chị Lê Thảo Nguyên, xin chào chị Thắm Trương. Rồi, khách mới lên kèm giùm em cái số điện thoại nha. B3 em còn size 101 và size 102, 2 size. Chị nào chưa có đơn thì cấp tốc lên đơn cho em và kèm giùm em cái số điện thoại được đọc tên trên live rồi mình inbox cho em xin địa chỉ nha mọi người. Hôm nay em sale xả kho rất là nhiều siêu phẩm luôn và có lẻ cá nên là mọi người ghé ở lại săn với em nhé. B3 kèm size rồi. Mã B3 77kg chị Thùy Dung, size 103 chị Bích Trâm Huỳnh. Rồi, Bích Trâm Huỳnh. Rồi B3 kèm size nha, chị nào chưa có kèm size giùm em nha. Em qua cấp tốc bài viết. Em chào chị rồi, chị Nguyễn Châu ơi. Rồi con này 80.000 luôn. Phan Ngọc Diệp đổi sang size 102 đổi chưa? Rồi ok nha, mấy chế chọn kỹ kỹ cái size giùm em. B3 em còn size 101 và size 102, chị nào chưa có thì lên đơn nha em chuyển sang B4. B4 kèm size con này 80.000, B4 cho em mặc được cho bé gái nha mọi người ơi, mặc cho bé gái đi ha. Bé gái sẽ xinh hơn. B4 kèm size giùm em nha mấy chế. Mã B3 C1 chị Hoàng Hằng, em 7 ký chị Lamboli. Rồi Lamboli có đơn luôn. Phan Ngọc Diệp có rồi phải không? Rồi nha mấy chế, rồi em đổi cho mấy chế rồi nha. B3 80.000 kèm mã kèm size giùm em nha chị Hoàng Hằng ơi. Kèm mã kèm size em có size 101 và size 102. Con này chốt cho em là B4 80.000 luôn, chốt rất là đỉnh luôn cho em nha mọi người ơi. Hôm nay sale xả kho nha. B4 em có từ 101 tới size 150 kèm size giùm em nha mọi người. Cấp tốc lên đơn con áo này luôn. Chốt rất là đỉnh cho em và form rất là xịn sò. B4 kèm size. Hoàng Hằng là lấy size 101 không? Rồi, có rồi nha chị. Mã B4 77kg quá đẹp, xuất sắc. Chị Lê Thảo Nguyên, center chị Bích Trâm Huỳnh. Rồi. B33kg chị Hoàng Hoa Bảo Anh. Rồi. B26kg chị Bé Dâu. B22kg chị Phương Nhi. Rồi. Em có từ 101 tới size 150 nha mọi người, là từ 15 tới 35kg. B4 kèm size giùm em. B4 kèm size nha mấy chế. 15 tới 35kg cho em. B4 chất rất là đỉnh luôn con áo ha. Form siêu đẹp cho em và chất cực kỳ mướt luôn nha mọi người. Nè cái form áo này mai như thế này ha. B4 kèm size, khách mới kèm giùm em có số điện thoại và được đọc tên trên live rồi mình chủ động inbox cho em xin địa chỉ nha mọi người ơi. Không có số điện thoại là bên em không có chốt đơn được cho mình đó. Rồi. Mã B4 30kg chị Hoàng Dung Trần, rồi. Xin em rưỡi chị Nhi Ngô, xin tư chị Thanh Tâm. Rồi. Mã B4 76kg chị Lan Quỳnh. Chị Bí Chiếc ơi, khách mới kèm giùm em size cho bé thôi nha chị ơi. Mình em sale nốt luôn. Số điện thoại nha chị ơi. Rồi. Em còn size 101, 102, 103. Chị nào chưa có đơn comment lại giùm em và kèm giùm em cái số điện thoại là mình là khách mới nha. Rồi B4 em còn size 101, 102 và 103 mặc được từ 15 tới 25kg cho em B4 nha mọi người ơi. Cấp tốc lên đơn luôn nha cả nhà ơi. Rồi tiếp cho em. Bi chip có số điện thoại kìa. Mã B4 77kg chị Bi chip. Rồi Bi chip có luôn. Còn tư luôn á em ơi, nắm đông cô có chưa? Mã B4 75kg chị Hồ Hương. Rồi Hồ Hương. Mã B4 center chị Vi Vi Nguyễn. Chị nắm đông cô lên cho em số điện thoại nha chị. B4 là bé, cái này bé gái mặc sẽ đẹp hơn.
bé trai mà size nhỏ vẫn mặc được nha mọi người. Bé trai size nhỏ vẫn mặc được và size lớn mặc cho bé gái sẽ đẹp hơn ha. Em thấy chị May da lên nè chứ. Rồi hết 140 rồi đúng không? Còn 123 đúng không? Rồi còn 123. Rồi tiếp cho em con áo này. B5 80.000. Size em có từ size 80 kg tới 17 kg kèm size giùm em, 80.000 kèm size nha mọi người ơi. B5 kèm size giùm em nha mấy chớ ơi. Rất là xịn sò luôn con B5 này. 80 kg tới size 101 là size 17 kg cho em, B5 kèm size nha mấy chớ. Sale cho mọi người là 80.000 con áo thun này, chất rất là xịn sò luôn. Form siêu nét, B5 kèm size giùm em rồi. Mã B4 79kg rồi chị Thanh Dương. Rồi 140 còn cái đây em. B4 em còn. Mã B4 bé 22kg chị Tuyết Nội Tây Nguyễn. B4 em còn một cái size 140, hết 150 rồi. Chị nào lấy 140 thì comment lại size 140 giùm em. Mã B4 có 30kg chị Nắm Đông Cô. Rồi B4 Nắm Đông Cô có đơn luôn. Rồi chốt cho em con này là mã B. B5 kèm size 80.000, size từ 80kg chốt cho em tới size 17kg là 80 tới size 101 kèm size giùm em nha mấy chú ơi. Và 80k trai gái đều mang được sọc vàng. Em còn một màu sọc cam, tí nữa em lên sau hả. Rồi lên cho em vàng trước nha mọi người ơi. Chốt rất là đỉnh luôn cho em. Lên một số con, em lên lộn xộn nha mọi người. Giờ em chút xíu nha mấy chú. Ráng coi giùm em nha cả nhà ơi. Mã B5 bé 10kg chị Lan Quỳnh, bé 15kg chị Dương Phương Nguyễn, rồi. Bé 9kg chị Hiền Lê, size 80 chị Linh Mông. Rồi B5 kèm size, B5 kèm size giùm em, 80kg tới 17kg nha mọi người ơi. Mã B5 size 80 chị Hải Yến. Rồi Hải Yến có đơn, B5 B4 1, 2, 3. Chị bỏ một biển Lan ngon sọc vàng, mình lên kèm em số điện thoại nha chứ ơi. Rồi khách mới kèm giùm em cái số điện thoại và được đọc tên trên live, rồi inbox cho em xin địa chỉ nha mọi người ơi. Và mọi chị đây xem cho em xin một nút share và một nút like của mọi người nha. Rồi B5 kèm size giùm em. Rồi tiếp cho em con màu cam này là B6 nha mấy chị. B6 là em cũng có từ 80 tới 101 luôn, là size cho bé từ 80kg tới 17kg là con màu cam. Màu cam là B6 nha cả nhà. Còn B5 là màu vàng. B5 là màu vàng, còn B6 là màu cam. 80k hết cho mọi người nha. Mã B5 sẽ kính thương với chị Võ Ngọc Mỹ Lan. Dạ đây em chú có lên túi với chị Lê Thủy thôi. Rồi đọc đi em. Mã B6 bé 17kg cho chị Mai Hương Order QC. Rồi. Dạ tối hôm qua là em dùng đơn với con hai gì chị Tôn chút ơi. Mã B6 xe 80 chị Linh Bông. Rồi Linh Bông có đơn. Con này chốt cho em là B6 Võ Ngọc Mỹ Lan có xin hỏi kìa. Rồi chốt rồi nha chị ơi. Rồi con này là B6, còn màu này là B5 cho em, 80.000 kèm size và kèm số điện thoại giùm em nha. B5 và B6 nha cả nhà ơi. B5 và B6 giùm em. Mấy cái trên ghế này em còn lẻ cái thôi mấy bà. Mấy cái trên ghế này. Con này chốt cho em là mã B. B7 giùm em. Mã B5 xe 90 chị Phương Anh. Em dồn nó mới chết tại vì mọi người nhìn thấy mọi người. B5 em cũng có 19kg cho chị Nguyễn Châu Tuyết Mai ơi. Ê, tí nữa đứng lên lấy cân màu xám đó cho chế nha. Con này chốt cho em là mã B. B7. Linh Bông có đơn chưa? Rồi B7 này 80.000 kèm size giùm em size 90. B7 80.000 size 90 được có 1 cái mọi người. Trời ơi, mới nhận được hai cái quần ưng dễ sợ. Trân ơi, kiếm mấy cái áo chứ quần nhiều rồi nè. Cảm ơn chị Thí. Thí Hậu Nguyễn rất là nhiều. Rồi, con này chốt cho em size 90, 80k. B7. B5 em không có 19kg chị ơi. Nguyễn Châu, Tuyết Mai ơi. Rồi, con này chốt cho em là B8 luôn. B8 80.000 luôn, size 101, 15-17kg. 15-17kg lưu ý em, tại em bật cái đèn LED nên là cái này màu xanh lá nha mọi người, mà nó hơi chuyển sang rêu tí xíu. Lưu ý em, chị nào chốt mã này lưu ý em tí xíu nha mọi người. Rồi chốt cho em B8. B7 sẽ giúp chị Giao Hương. Rồi B8 xe 101 80.000. Cái này cũng vậy luôn, nó là màu xanh, xanh dạng xanh lá lá mà nó hơi chuyển sang ngọc. Hơi chuyển sang rêu tí xíu nhưng mà nó là lá lá nha mọi người. Con cái à. Mã B8 chị Nghi Ngô. Rồi size 101 chị Nghi Ngô. Rồi con này chốt cho em là B9 hả? B9 80.000 size 101. Cái này là màu xanh lá nha mọi người, chứ không phải là nó ngã sang rêu á. Nó không phải là rêu nha mấy chứ rồi. B8 còn mấy cái kìa. B8 còn cái 120. B8 còn cái size 120 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Rồi con này chốt cho em là mã B. B9 kèm size nha. B9 kèm size giùm em, cái này size 101 nè. Mã B8 bé 17kg chị Tuy Chip. B10
B10 size 120. Chị nào chốt B8 lưu ý giùm em nha mấy chị. Con này B10. B9 là size 101 em. Chị không nhớ bỏ cái mới mình lên kèm em số cân của bé mình nha chị ơi. B8 120 có người chốt rồi phải không? Dạ. Rồi. B9 là size 101 nha mấy chị ơi. B9 là em có size 101 nha mọi người. B9 là size 101, con này B10. Chị Thiên Bình. B10 còn được mấy size? 80.000. Size 102. Dạ, 2,5 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là B10. Mã B10 bé 24kg chị Đỗ Hoa. Lai chiều lấy xanh lá. Không biết nữa, cái đèn LED em, cái đèn em mới gắn á mọi người. Cái màu xanh nó bị chuyển sang cái màu rêu, cái màu không biết trên màn hình em hay là cho sao á. Mã B10 xem rồi chị Thủy Tiên Nguyễn, size 102 chị Ngân Sam Ngô. Rồi 80.000. B10. B9 em còn cái size 102, chị nào chưa có B9 comment lại giùm em. B9 em còn cái 102, cái màu xanh đó mọi người. Rồi con này B10 còn size nhiêu nè? Dạ 102 thôi. 102 thôi. B10 còn size 102 là từ 18 tới 20 kg giùm cho em. B10 kèm size cấp tốc luôn mấy chứ ơi. B10. Dạ, B9 em có 36 kg nha chị Phương Nguyễn ơi. B9 chỉ còn size 102 thôi nha chị ơi. B9 chỉ còn cái thôi đó mấy chứ ơi. Rồi con này chốt cho em là mã B10. B11 kèm size. B11 kèm size. Chồng thì Tú Nguyên ơi, bé mình bao nhiêu ký mình lên kèm em số cân của bé mình nha chị ơi. Ờ B11 còn mấy cái luôn kìa em ơi. B11 cần mấy cái? B10 là size cho bé từ 18 tới 20 ký nha mọi người. Size 102 á B10. Đó B9 size 102 chị Ngân Sang Ngô. Rồi Ngân Sang Ngô. Rồi B10 là size 102, con này B11. B11 em có size 101, cái này cũng nó cũng hơi chuyển sang hơi rêu. Cái này nó màu hơi ngọc nha mọi người, mà nó cũng hơi rêu. Mã B10 bé 20kg chị Hương Thanh. Rồi B10 còn 1 á Tuấn ơi. Trần Thị Tố Yên lên kèm số cân giùm em đi chị. Rồi B10 là em có 18-20kg, con này B11 kèm size giùm em có size nhiêu? 80.000. B11 80.000, size 101 tới size. Dạ 101 tới 105. 1 tới rưỡi kèm size giùm em B11 nha mấy chế. 15kg chốt cho em, tới size 35kg cho em. B11 kèm size. Mã B1 xin em 3 chị Lâm Thị Mỹ Hạnh, kém 17kg chị Mai Hương Order Bạn Châu, xin em rưỡi chị Đại Sinh. Đủ size hết 101. Rồi con này chốt cho em B11 kèm size nha mấy chị ơi. B11 kèm size giùm em và cấp tốc lên đơn cho em con này B11. Em không có size 80. Mã B11 chị Nguyễn Lacy. B11 em không có size 80 nha mấy chị ơi. Rồi B11 kèm size giùm em, size cho bé từ em còn size cho bé từ khoảng 17 18 kg tới 35 kg. B11. Mã B11 size 3 chị Uông Nhã Phương. Mã B11 size 4 chị Mỹ Trinh. B11 kèm size. Mã B11 bé 26 kg chị Huyền Trang. Chị chỉnh thử app trên live xem. Em lười tắt cái đèn quá, phải đi ra tắt cái đèn. Cái này cái màu nó không biết bị gì nữa mọi người ơi. Cái line, cái màu riêng màu xanh là nó hơi chuyển sang cái màu rêu quá mọi người. Không biết cái ánh đèn này nó lên sao nữa. Mã B1 xem rồi chị Thủy Tiên Nguyễn. B1 em hết thì em mốt rồi nha mấy chú ơi. Rồi B1 em còn 2 tới rồi mấy? Còn 3, 4, 5. 3, 4, 5, 3 size nhá. 3, 4, 5 chị nào chưa có comment giùm em 80.000 B11 rồi. Nhanh luôn. B12 50.000. B12 50.000 kèm size giùm em. Mã B1 bé 30kg chị Hoàng Dung Trần. B12 kèm size. Con này chốt cho em là B12 nha mấy chị ơi. Cái này 50.000, size 90. B12 50.000, size 90 nè. Để em lên, em xem mấy cái trên móc cái mọi người. Cho nó rặn rợ, chống chống cái kệ em lên quần cho mấy chế. Con này B13 cho em. B12 size 90 là 80kg. Con này B13. Mã B11 size 130 chị Ngọc Nguyễn. Rồi, 130 chị Ngọc Nguyễn. Con này size cho bé cỡ 11, 12, 13kg. Con này chốt cho em là B13, 70.000. B13 70.000 giùm em nha mấy chế ơi. B13 70.000. B12 50, size 90. B13 70. Mã B12 size 90 chị Giao Hân. Rồi B13 70.000. Con này B10. B14 80.000. B13 size 100. Rồi con này chốt cho em là B14 80.000, size 101. B14 80.000, size 101 giùm em nha mấy chị ơi. B14 80.000, size 101. Em còn B13 size tầm khoảng size 11 tới 13 kg. B13 mấy chị, con này B14. B13 12 kg chị Bình Ni. Lẻ cái mấy cái này lẻ không à. Rồi.
80.000 size 101 nè. B14 80.000 size 101. B14 17kg chị B chip. Rồi con này chốt cho em là B10. B15 90.000 size 90. B15 90.000 size 90 giùm em nha mấy chị ơi. Con này chốt cho em là mã. Ôi, còn mấy size? Hả? À. Này sale cho mọi người còn 40.000, cái này em bị dính vô ở đây. Cái này sale 40.000, chị nào lấy thì lên giùm em mã sale. Chị Bi Chip ơi lấy không chế, cái này em sale còn 40.000 thôi. Lấy thì ok giùm em, nó bị dính ở đây hả? Lấy thì ok giùm em, không thì em chốt mã sale. Sale size 101 cho chị Khánh nha. Chị lấy thì ok giùm em, chờ cái bình luận của chị nha, chết. 40.000. Chị Phương Anh ơi, 90.230. Con này 90.000. Chốt cho em là mã B10. B15 lấy rồi, sửa giá rồi cho chị đi. Rồi, con này B15 giùm em, size cho bé 10kg, 101, 102, 90, ủa? Dạ, không. 90, 230. Con này B15, 90.000, 90 đụng cái duy nhất rồi. Dạ, lấy chị rồi, chị mới chiếc thôi. B15, size 102, chị Nguyễn Châu. B15, size 102, chị Cúc Nguyễn. Rồi, còn size 90, 101 và 130 kèm size mẹ em B15. 90, 101 và 130 rất là xinh luôn, con đầm siêu nét, dễ thương lắm mọi người ơi. Size 130 chị Mimi Nguyễn. Ừ, cưng lấy khoảng hàng cho chế này. Ừ, kệ đi. Rồi, chốt cho em con này là mã B16, Mimi còn mấy cái. B15, size 130 chị Trần Trang. 18kg chị Nguyệt Nguyễn. Rồi, còn K 130 thôi à. Nó 120 á con. Còn size 130 với 90. Còn cái 90 với 130 á em. Rồi chốt cho em con này là 80.000 B10. Ủa 85.000 chứ B16. Em có size 101 và size 1 và rưỡi. Rồi B16 85.000, có size 101 và size 150 nha mọi người. B16 size 150 chị dày xinh. Rồi, còn cái 101 cuối cùng B16. B15 em không có size 101 chứ ơi, em còn size 90 và size 130 thôi đúng không mấy đứa? Rồi cái váy đó em chỉ còn size 80, 90 và size 130 thôi mấy chị. Quá đẹp. Hàng sale em không có nhận sỉ mới nha chứ ơi. Hàng sale thì cố gắng chốt cho em, tại vì sale em còn sale rẻ không giá sỉ nữa. Nên mới chế gắng chọn giùm em nha. Rồi. B16 cái cuối cùng sao cho mối chị Thanh Dương. Rồi Thanh Dương hết đơn. Ố hết hàng luôn. Rồi con này B10. B17 không biết có không. B17 hết hàng nha mấy chị. Qua B17 với B16 em hết hàng rồi nha. Rồi con này B17 80.000 size 101 nè. Trước mắt là có cái size 101. Con này 80. Mọi người ơi, cái màu lá nó hơi ngã sang rêu một tí xíu nha mọi người. Hơi ngã sang rêu, cái màu ngoài em bao đẹp luôn. Con này chốt cho em là mã B10. B17 giùm em. B17 giùm em, B17 giùm em nha mấy chế, size 101 nè. B18 còn size nhiêu đâu. B17 size 101 chị Liên Nguyễn. Cho em xin một nút share, like của mọi người nha mấy chế ơi. Rồi chốt cho em con này B10. B18 có size 101, 102 và 130. Cái hình này, cái hình là lá mà nó chuyển sang màu xanh nè. Ủa lộn, ừ. Nó hơi rêu rêu tí xíu. Rồi con này chốt cho em là mã B. B18 kèm size nha mấy chị ơi. B18 kèm size giùm em. Em có size 101, 102, 130, B18. B18 size 130 chị Tâm Thanh. Ê, cái quần màu xám nó nãy chứ kêu mấy đứa. Ê, cho chứ mẹ. À, đây hả? B18 size 101 chị Liên Nguyễn. Gia Bảo ơi, chút mới kèm cho em, xin hỏi mấy chút đơn nha chị ơi. Size 102 chị Bích Vân. B18, 18kg cái cuối cùng cho chị Bích Ngọc. XKLD. Ừ, dục lên đây đi tí, có like tới cái đó thì like. Hình như bên đó còn không? Rồi con này chốt cho em là mã B10. B19 cái quần này nhiêu tiền ta? 85.000 hả? 90.000 đi mọi người ha. 90.000 cái quần này rất là đẹp luôn. Siêu đẹp và chất siêu xịn cho em ha. Cái dáng này mọi người rất là đỉnh luôn. Con này chốt cho em là mã B10. B19 kèm size, cái này em có từ 101 trở lên con B19 này nha mấy chị ơi. B19 90.000, 101 tới size 100.
tư hay sao, tư hay rưỡi vậy. Rồi mở cái một size kèm size giùm em nha mấy chị ơi, chất siêu đỉnh luôn nè, con này chất rất là đẹp, form rất là nét luôn. Rồi không có đồ cặp chứ ơi, hôm nay hàng sale thì nó lẻ cái và lẻ tùm lum hết á, nên là ráng coi giùm em nha, chuẩn bị lên tầm lẻ cho mọi người. Rồi Linh Kiều lên cho em cái địa chỉ đi mấy chế, nhiều khi em gọi điện thoại cho mọi người mà gọi không được á, nên là đơn em cũng xả ra và mọi người gắng cố gắng cho em xin cái địa chỉ em mới chốt đơn được cho mấy chị nha, và cho em đúng cái số điện thoại giùm em nha mấy chế. Rồi con này chốt cho em là mã B, B19 90 ngàn, rồi chốt đơn luôn từ 15-16 kg chốt cho em tới 32 kg cho em B19. B19 size 40 chị Trần My, size 40 chị Mỹ Trinh, size 41 chị Yến Nguyễn, size 43 chị Trang Nguyễn Du My, 23 kg cho chị Hoàng Hoa Bảo Anh. Rồi Hoàng Hoa. 20 kg chị Nguyễn Mai Hương. Rồi B19 chị nào chưa có thì comment lại giùm em. Em không có size 150, con này em có tới 32 kg size 140 thôi nha mấy chế ơi. Rất dạ, là đẹp luôn. Mình có hàng rồi nha chị Tâm Thanh thôi. Em nghe chị Trang đi đặt thôi, mình nói gì hết chứ mình comment lại giúp em nha. Rồi tiếp cho em. B19 chị nào chưa có thì cấp tốc lên đơn cho em nhé. Tiếp cho em con này là mã B. B20 rồi, B20 còn được mấy cái? B19, 17 cái chị Bi Chip. Bi Chip có đơn luôn. Con này chốt cho em B20. B19, 32 cái chị Trang Mai, 120 chị Nguyễn Lê Si. Rồi Nguyễn Lê Si có đơn, hết 120 rồi. B19 hết 120. B19 chị Miao Miao. B19 em còn 134 nha mấy chế ơi. Size 41, size 43 và size 140. Chị nào chưa có thì comment lại giùm em B19. Rồi, con này là B20 nè. B20 85.000 B20. Ở trong là nó có lót dày nha mấy chế, rất là xịn sò luôn. 85.000 hàng rất là đẹp luôn và chất siêu xịn cho mọi người luôn. Con này chốt cho em là mã B20 kèm size nha. Mọi chị đang xem cho em xin một nút share, một like của mọi người để không bị ẩn comment ngày hôm nay. Rồi B20 đủ size từ 101 tới 150. Con này mặc cho bé gái đi ha mấy chế. Và bé trai thì bé nhỏ nhỏ. Cái này mặc bé gái sẽ đẹp hơn, hoặc là bé trai thì bé nhỏ nhỏ mặc đẹp ha mấy chế. Bé lớn thì Ngân bỏ qua mã này ha. Rồi con này chốt cho em là mã B. B20 kèm size, B20 kèm size giùm em. Chất rất là đỉnh luôn con B20 này, chất siêu đẹp. Từ 15 kg trở lên 101 được đúng cái rồi. Và tới 35 kg. Rất là đẹp luôn con áo, sắc nách 85.000 B20. B20, size 3 chị Phan Ngọc Diệp, size 3 chị Tâm Thanh, size 1 chị Dương Dương, size 2 chị Kim Trọng, size 4 chị Xuân Trang. Rồi. Xuân Trang là B19 nha chết. Rồi. Thấy chị Lưu Kim nè mấy chế ơi, tương tác bài viết và kèm icon đầy để không bị ẩn comment nha mọi người ơi. Rồi B20 kèm size giùm em nha mấy chế ơi, B20 kèm size. B20 em không có size 100, chị Ngô Bích Trâm ơi, mình nhảy lên size thì nhảy lên size giùm em nha, để em soạn mấy cái size nhí cho mọi người. B19 30kg chị Nấm Đông Cô. B20 size 120 chị Mai Hương Order WC. Quảng Châu á. 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, B20 20kg chị BB Hoài Thương. Rồi B20 kèm size chị Cương Lê. Rồi B20 kèm size nha mấy chú ơi, em có size 101. Dạ còn 245. À còn 245 thôi, 101 cũng hết hàng rồi mọi người. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn mọi người. B20 size 150 chị Thấm Nguyễn. Rồi, rưỡi Thấm Nguyễn. B19 còn 1 thôi. Còn size 101 em. Cái quần B19 này còn size 101. B19 ký chị Huỳnh Thôn Dung. Rồi. B19 size 101 chị Liên Nguyễn. Liên Nguyễn có đơn. 20. Giờ chị Mai Hương lấy ra đi, em lấy bill chị Mai Hương ra đi tốt. Ở đồ Quảng Châu á. Rồi, tiếp cho em chị nào chưa có thì comment lại giùm em nha. Con này ở trong rất là đẹp luôn mọi người. Ở trong là nó có dáng ba lỗ ở trong thế này nè, rất là đẹp. B20 19 ký chị Bích Vân. Rồi. Rồi còn cái 120 với 45 thôi á. Chị nào 130 nhảy lên 140 cũng được cái dáng này ha. Xuân Trang có 130 chưa? Thanh Huyền chưa thấy à. B20 size 120 chị Nguyễn Lê Si, size 140 chị Thanh Huyền, size 150 chị Hoàng Hoa Bảo Anh. Rồi. 30kg chị Hồng Nhung Võ. Rồi. Size 140 chị Thanh Tâm. Rồi. Em còn 4.5 hai size thôi, chị nào chưa có thì comment lại giùm em. 4.5 thôi nha, Thanh Tâm. Thanh Tâm chị Tâm Thanh ơi, bé nhỏ mặc được, bé size lớn thì bỏ qua mã đó giùm em nha chứ. Rồi B20 là 80
85 ngàn. B19 còn size 140 không? Mau mau. Chị mau mau có đơn rồi đó chế, có B19 rồi đó chị. B20 em còn size 140, 150, chị nào chưa có thì hốt cho em B20 rồi. B20 size 140 chị sao kêu? 85 ngàn thôi đó mọi người, rất là đẹp. Bebu trần có chưa? Chưa có lướt tới mọi người, nó hơi chậm mọi người, ráng tương tác kèm icon giùm em nha mấy chế ơi. Bình luận nó lên hơi chậm. 266 rồi. Rồi em xỏ mấy cái xe nghĩ like cho mọi người. B20 chị Trang Nguyễn Du My, xe em rửa chị Kiết Tâm. Xe em tôi chị Mai Vũ Trần. Mà đổ nguyên như nó nhích lên size rồi đó. Nhích lên cái size 4 rồi đó. Tụi nó kêu vào nhích lên cái size rưỡi nữa mà chết. Trời ơi. Ê có này không? Là có mẫu không? Hình như không có mẫu. À Maracan. Rồi chút xíu nữa em lên Maracan. Rồi đọc chung tâm rồi. B20 xem tôi chị đổ nguyên. Rồi, chốt cho em con này 90 ngàn luôn. Cái áo rất là đẹp. 85 ngàn, 85 ngàn thôi cho mấy chế. 85 ngàn, cái này còn size nhiêu đâu dạ, rồi? Dạ, còn size 90. Ờ, 90 thôi rồi, sale 80 ngàn luôn. 90, 100, 2 size. Size 90, size 100, cái áo này sale cho mọi người còn 80 ngàn. Rất là đẹp. Chọn kỹ kỹ giùm em nha mọi người. Đơn sale mọi người lưu ý giùm em chọn kỹ kỹ. Tại vì những chị khách người ta chốt, người ta chốt không được mà mình chốt được mình xả ra rất là tội cho em. Tại vì cái này em đã xả kho, xả ra, nên là mọi người cố gắng chọn kỹ cái size giùm em đó. Tại vì mọi người xả ra các em cho hết mấy cái comment kia luôn rồi, em đâu có chốt đơn lại được cho những chị khác đâu mọi người, đúng không mấy chế? Nên là gắng cố gắng chọn kỹ kỹ giùm em. Chị Lê Thu Hiền, Lê Thu Uyên ơi, mình lấy size 90 thì trực tiếp comment size 90 giùm em luôn nha chế ơi, đừng có comment số cân nha chị. Rồi. B20 size 120 chị Trần Nguyễn Khả Vi. Rồi Trần Nguyễn Khả Vi có đơn. Rồi còn size rồi em còn mấy cái đó mấy chị. Dạ, em chốt chị B20 rồi nha chị Đỗ Nguyên ơi. B20 có size 140 chị Đỗ Nguyên đúng không? Đỗ Nguyên có đơn. Rồi em còn size 120 và 150, nãy chị nào chưa có chốt được size 120 thì chốt lại giùm em. Mọi người chốt kỹ giùm em nha mấy chế. Rồi con này chốt cho em là mã B21 80 ngàn, em có size 90 và size 100, 2 size 90 và 100 của chế 100 nè. Rất là đẹp luôn mọi người ơi, chốt siêu đỉnh luôn cho em nha. 80 ngàn cái áo kiểu rất là xinh. Rồi cái hoa siêu đẹp luôn. Con này chốt cho em là mã B21. B21 size 90 chị Ngọc Tú. Cái B20 hả chế, cái B20 xinh ha. Trăm một cái mộ em. Số 90 chị Kim Phượng Nguyễn. Rồi. Số 100 chị Lưu Ngọc Bích. Rồi hết trăm luôn. Số 90 chị Nguyễn Thảo. Rồi còn cái cuối cùng. Giá bé 10 tháng 11 tháng bé mình mặc 80 thôi nha chị Nguyễn Nguyên ơi. Ừ 80 thôi chứ. Em xả chị rồi nha chị Nguyễn Nguyên. Hàng hôm nay dồn chung tối hôm qua đó chị Mỹ Trinh. Hàng hôm nay dồn chung tối hôm qua và tối hôm nay luôn, nên là gán chốt giùm em. Rồi mọi chị đang xem tương tác tốt bài viết giùm em nha mấy chế ơi. B20 em còn cái size 90, chị nào chưa có thì comment. À B21 em còn cái size 90 ha. Chị nào chưa có thì comment kèm số cân và chiều cao giùm em. Mấy chị khách mới vui lòng cho em xin cái số điện thoại, mã sản phẩm, số cân và số điện thoại giùm em ha. Rồi chốt cho em con này B22 kèm size nha mấy chế. B22 kèm size giùm em. Còn size nhiều mấy đứa ơi. Rồi 80 thôi hả? Rồi cái này sale cho mọi người nốt luôn. 65 ngàn. Sale nốt 65 ngàn cho mọi người luôn ha. Size 80, 80kg nha mấy chị. B22 chỉ còn size 80kg nha mấy chị ơi. B22 size 80kg, size 80 đó mấy chị. Rồi con này 68 ngàn kèm size giùm em. B22 size 80 chị U Nhã Phương. Dạ. Mấy chị mua cái size 100 rộng thì mình cứ cầm bên size 90 nha mấy chị. Lưu ý giùm em nha cả nhà. Size 80 cái cuối cùng thì chị Thấm Nguyễn. Rồi con này B20. B23 68 ngàn. Size 100, size còn được mấy size rồi mọi người. B23 giùm em hết. B22 rồi. B23 kèm size. Dạ 80 rồi 80 100 120 của chế em 100 nè. Rồi. Em không nghe mình được áo nào không? Chị Hương Hương có được cái size áo, chị Đinh Kiều có được cái nào? Chị
Chị Đinh Kiều, chị chưa có đơn nha, tại vì đợt trước chị chưa có thông tin nên là em chưa có chốt đơn cho chị được nha. Chị nhắn cho em cái địa chỉ em mới chốt đơn cho chế được nha chế yêu. Rồi con này chốt cho em là mã B20. B23 68.000 giùm em nha mấy chế ơi. Mọi chị đang xem cho em xin một nút share like của mọi người nha. Em lên nhanh nhanh cho mấy chế. Khi uống cà phê nhiều có sao không nữa. Trời ơi, ngày nào cũng muốn ly cà phê sữa hết luôn. B23 16kg chị Lan Quỳnh, xin 100 cho chị Dì Sinh, 10kg chị Thoa Nguyễn, 14kg chị Khánh Huyền. Còn 100 nước chế nè. 102 chị Cúc Nguyễn. Rồi còn cái 101 cuối cùng. Cho em con này là mã B. B24 95 nè. B24. Chị nào mặc dâm nhảy lên 101 cũng được đó mấy chị. Cái B23 cái này B24 này 95.000, quá đẹp, quá đỉnh, ngon áo này, siêu đẹp. Cái này còn size nhiêu mấy đứa? Không biết còn size không nữa. Kìa. B24 là 95.000. 101.2. Áo này 101.2 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã B20. B24 size 101.2 nè, 95.000. Ừ. B20. B25 95.000 luôn. B21 B24 B21 chị Hoàng Thành, B22 chị Trần Bích Trang. Rồi cái này 101.2 luôn. 12 luôn đông rồi. Đó Phương là 95.000 B20. B25 rồi. B23 B21 cho chị Thanh Thằng Bùi. Rồi, B25 B21.2 luôn 95.000. Con này B26 80.000. B26 80.000, cái này màu ngọc rất là đẹp luôn mà lên la nó hơi chuyển sang rêu rêu tí xíu tại vì do cái ánh đèn lá của em á. Rồi người mua mã này lưu ý giùm em cái màu siêu đẹp, ba màu đẹp ngoài luôn. Rồi cái này 80.000 còn size nhiêu em? Dạ 100.2. 90 100.2, ba size B25. B25 size 101 chị Cúc Nguyễn, size 102 chị Đỗ Quyên. B26 chứ, B26. B26 cho em nha mấy chị ơi. 90 100.2, B26 kèm size 90 100.2. 80.000. Rồi con này chốt cho em. B26 là áo thun, áo thun á mấy chị. B26 102 chị Kim Trọng, 9kg chị Hiền Lê. Được đó. Còn cái 100. Rồi, B26 100 cái cuối cùng cho chị Trần Thị Tố Uyên. B27 80.000, B27 giùm em. Ở đây là thêu luôn cho mình rất là xịn sò nha mấy chú ơi. Siêu nét luôn con này. Rất là đẹp luôn con này. Chốt cho em là mã B20. B27. B27 kèm size nha mấy chị ơi. B27 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Tương tác tốt bài viết giùm em và cho em xin một nút share, một nút like của mọi người nha để không bị ẩn comment nha mấy bà. Rồi con này chốt cho em là size B27 giùm cho em nha mấy chị. B27 kèm size giùm em nha mọi người. Size 101 tới size 150 hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái này em có từ size 15 tới 35 kg kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 15 tới 35 kg cho em nha cả nhà. Form rất là đỉnh luôn và chất vải siêu nét ha. Chất vải đẹp lắm. B27 kèm size ha. Cái này thêu lên cho mọi người ha. Cái hình rất là xịn sò luôn, cái hình thêu này rất là nét. B27 80.000 kèm size giùm em. Em hết B26 rồi mấy chị. B26 em hết hàng rồi mọi người, chuyển sang B27 giùm em và tương tác tốt bài viết giùm em luôn nha mấy chú ơi, kèm icon để không bị ẩn comment nhá. Rồi. Rồi con B27 này kèm size giùm em. B27 kèm size nha mấy chị ơi, 80.000 B27. Rồi tiếp cho em. Con áo này là B28. B28 80.000 luôn, size 101 và size B28. Cái này em có size 101 thì luôn. Size 101 luôn rồi, 80.000, 15 tới 17 kg. Con này chốt cho em là mã B28 kèm size. B28 kèm size giùm em mọi. Mấy chị ơi thấy em chấm bài tương tác lên bài viết giùm em đi mọi người, đang bị nó bị đứng comment rồi. Rồi con này chốt cho em là B29. B28 em chỉ có size 101 nha mấy chị ơi. Cái này áo thun này mọi người ơi, basic. Mấy chị thích hình nào cho bé thì mình chọn giùm em nha mấy chú ơi. Mấy cái áo thun này dáng form basic, trai gái đều mang được hết. Và màu tùy mẹ thích màu hồng, tùy mẹ không thích màu hồng. Nếu như mà mẹ nào thích màu hồng mặc cho bé trai, ví dụ cái này là em vẫn lấy mặc cho con Khải bình thường. Nên là mọi người thích cái nào thì hốt cái đó giùm em nha. Hàng sale chọn, ráng coi thích cái mã nào thì mình chốt mã đó cho em nha.
Rồi 28-27kg cho chị Mai Hương, Order Quảng Châu. Rồi, Mai Hương, Order Quảng Châu. Rồi con này chốt cho em là B29. B29 80.000 giùm em. Có size được size một cái size cho bé từ 12 tới 14 kg và một cái size dạ 90 và 101. 90 và 101 hả? Rồi 15 tới 17 kg. B29 size 100 cho chị Hương Hương. Rồi Hương Hương ơi, mình cho khách hàng mình nhắn tin vào bài giúp em đi chứ ơi. Còn cái 101. Rồi còn cái 101 nữa, B29. Con này B30 còn size nhiêu nè em? Dạ còn size 101. Rồi B30 101 màu hồng. B30 101. B29 size 101 chị Tôn Trúc. Rồi B30, B29, B28 em còn cái 101. Con này là B30 size 100 và 101, 12 tới 17 kg kèm size giùm em. Rồi tiếp cho em B30, 13kg chị Thu Hằng Nguyễn, size 101 chị Nguyễn Châu. Rồi con này B31 kèm size nha, mới chế 80.000 luôn. B31 kèm size giùm em cho chế một cái. B29 em hết hàng đi, bông gấu ơi. Còn B28 size 101 không đó chị ơi, em còn cái màu vàng á. Em hết B31 luôn rồi, em còn cái màu vàng đưa đây chế muộn. Màu vàng là cái này là nó chết. Em còn màu vàng thôi à. Màu vàng 80.000 là mã B28 nè. Rồi, mời chị đang xem tương tác tốt bài viết giùm em luôn nha mấy chế ơi. Rồi, tiếp cho em. Con này là mã B30. B31 kèm size 80.000, size 101 tới size dạ tới 150 không có 130. Rưỡi, không có size 130 rồi. Còn được mấy size mấy chị chốt đơn luôn ha. Quá đi. B31 size 101 chị Nguyễn Châu, 17 kg chị Thùy Dung. Rồi. B31 kèm size nha mấy chị ơi. B31 kèm size giùm em nha mấy chế. Form rất là đỉnh và chất vải siêu nét luôn con B31 này. Rồi. B31 size 101 chị Bông Gấu. Nhảy lên 140 đi chứ em không có 130. Con này em còn 124 rưỡi 80.000 kèm size 124 rưỡi. B31 20kg chị Nguyễn Mai Hương. Rồi. Size 140 chị Hương Minh, size 150 chị Sao Kiêu. Size 150 chị Gia Hân. Rồi. Size 150 chị Seri Thu. Rồi, hết 140. Còn 24 rồi em ơi, còn 24 rồi. À, vào trang chế mới thấy được luôn, đúng rồi đó mọi người, dạo này bị ẩn cầm mỡ, bị không có nhận được thông báo mọi người. Rồi Lưu Kim lên kèm số điện thoại đi chế. B31 em còn size 120 và size 120 và size 140 nha, chị nào chưa có thì cầm bên lại giùm em. Rồi cho cái chế cái quần đó luôn đi, cái quần này em sale luôn cho mọi người ha. 30 kg chị Lưu cái. Kim. Bên tôi chị nhận lương. B31 size 102 chị Lê Giang. Rồi Lê Giang có đơn. Rồi còn cái 140. Dạ em nghe chị Phan Minh Thành thôi, mình cùng anh dĩa chứ ơi. Em không có bán nón, em hết nón rồi mấy chị. Rồi con quần này cho em, cái quần chất jean nha mọi người. Em sale cho mọi người còn 110.000 cái quần này. 110.000 và lấy đơn cho em luôn cái quần ngố chất rất là xịn sò. Cái này quần jean nha mấy chế. Lưu Kim có số điện thoại rồi đó em. Rồi. Cái này 90 tới size 140, 110.000 cho em và lên đơn cấp tốc con này luôn, bị ẩn lắm mọi người ơi, nên là kèm icon giùm em nha mấy chế ơi, thật sự luôn á. Facebook đang rất là bị ẩn và bóp tương tác kinh khủng khiếp lắm mọi người, nên là cố gắng chốt đơn kèm icon để không bị ẩn nha. Chị lấy size 150 ha chị Lưu Kim. Chị đó 30 kg mình mặc 140 là vừa đó chế. Em hết size 150 rồi, nếu mà chị lấy thì ok giùm em, còn không thì em lấy ra cho mình nha chị Lưu Kim. Rồi. B31 còn 24. B32 size 102 chị Tâm Nguyễn, size 101 chị Nguyễn Châu, size 90 chị Dương Dương. Con này trai gái đều mang được. Size em có từ size 90 trở lên tới size 140 luôn đúng không em? 90 tới 140 còn lẻ lẻ thôi mọi người. Ráng cố gắng chốt đơn cho em. Quá đỉnh luôn con này. Chất rất. B31 size 104 chị Xuân Trang. B32 size 104 chị Thư Minh. 90 của chế còn nè. Còn 90, 120. Size 90 chị Bông Gấu. Rồi còn 290. 140. 90, 140. Con này chị nào chưa có thì comment giùm em. Rất size 100 cho chị Quỳnh Như. Sale cho mọi người còn 110.000. Con quần này trai gái đều mang được nha mọi người. Dáng rất là đẹp luôn và form siêu nét cho em luôn. Con này chốt cho em là B32 kèm size. B32 kèm size và cấp tốc lên đơn cho em luôn mọi người. Đang xem cho em xin một nút share, một nút like nha mọi người.
tương tác tốt bài viết để không bị ẩn comment nha mấy chết. B32 sẽ 100 chị Thấm Nguyễn. Hết trăm. Còn 90, 120 không anh đang mặc size nhiêu nè. 90. 12 kg chị Cẩm Hằng. Rồi Cẩm Hằng. Rồi còn 2 cái 90 với size 100. Size 90 chị Nguyễn Thảo. Rồi. Còn 120 thôi mọi người ơi. Còn size 120 thôi nha mấy chớ ơi, con quần này. Quá đẹp luôn á. Xuất sắc lắm. B32 size 90 chị Cẩm Tiên. Tao trong 2 chị Bích Vân. Còn 3 cái. Còn 3 cái em. Trời ơi. Cái set này xuất sắc. Xuất con bà sắc. Rồi 32 em chỉ còn size 120 thôi. Chị nào chưa có thì comment lại giùm em nha. 17-18kg chốt cho em tới 20kg B32. Rồi chốt cho em tiếp con áo này là B33. Con áo sơ mi này 95.000 cho mọi người. B33 à, chị Thịnh Bùi ơi, em hết 13kg rồi, chị Thịnh Bùi có đơn cho em. Còn 17,5 kg rưỡi thôi, chế lấy thì comment lại giùm em nha, chế Thịnh Bùi. Rồi B32 size 120 chị Thái Vân Quang Ngô. Em hết size 100 luôn rồi, chế Phương Thùy không biết có đơn chưa nữa. Em còn 2 cái size 120 thôi, B32. Rồi con áo này B33 giùm em. Chị có B32 để chị Vân Quang. Cái áo là cái áo màu hồng đó là B31 80.000 đó, em còn sót được hình như có 1 2 size rồi dạ, mấy chứ. Áo hồng còn size 120 thôi mọi người. Rồi con áo sơ mi này 95.000 lên đơn cấp tốc cho em luôn. Cái này em có từ 101 tới size. Dạ tới 150. Tới size 150 là tới 35-36kg cho em. 15-16kg chốt cho em tới 35-36kg. Con áo chất rất là đỉnh luôn. Chất đuổi nha mọi người. Chất siêu nét cho em luôn. Con này chốt cho em là mã B30. B33 kèm size. B32 20kg chị BB Hoài Thương. Không, không được đâu em. BB Hoài Thương mặc cái đó không được đâu. 6 tuổi. À 32 kg rồi. Tới 1m4 lần á con chị BB Hà Thương á. B33 size 140 chị Luyện Trần. Cái đó không được đâu. BB Hà Thương cái size 140 thôi không. Cái mấy? À 120 hả? 20 kg con chị tới 6 tuổi lần á. Cao. Không biết mặc được không chị nữa. Chị Nguyễn có khách mới kèm giúp em xuyên hậu vậy chị ơi. Và chị khen xây đèn kèm. Trả lại đi em. Trả bill lại đi. Lấy chị BB Hà Thương size 130 thôi. 6 tuổi mặc 120 đó nhỏ lắm. Rồi chốt cho em con áo này là mã B30. B33 kèm size nha mấy chớ ơi. B33 kèm size giùm em nha mọi người ơi. Tương tác bài viết giùm em luôn mấy chớ ơi. B33 ha. 95.000 con áo sơ mi này chất siêu đẹp luôn. Form rất là đỉnh cho em như thế này nha cả nhà. B33 kèm size rồi. B33 size 150 chị Thắm Nguyễn, size 130 chị Quỳnh Như, size 141 và size 130 chị. Size 130 cộng 1 cho chị Quỳnh Như. Rồi Quỳnh Như cộng 1 size 130. Quá đẹp luôn, con này 95.000, B33 kèm size nha mấy chế, chất rất là đẹp luôn, chất đủ cho em ha. 95.000 B33. Rồi. Size 140 chị Kelsey Đàn. Rồi Kelsey Đàn. B33 kèm size, B33 kèm size cho em. Chất rất là đẹp nha mọi người. Rồi xong con này em qua size nhỏ cho mấy chế. B33 size 120 chị Mỹ Phương. B33 cũng có size nhí nha mấy chị ơi. Có size 141 triệu lên thôi nha. 16kg chị Nguyễn Linh. Rồi 16kg Nguyễn Linh. B33 em có từ 101 tới size 100. Dạ còn tới 104 tới 32kg nha mọi người. Em có từ 101 tới 104 tới 32kg kèm size. Cái này không có size nhí mấy chứ. Chờ em chút xíu lên size nhí nha. 95.000. Rồi tiếp cho em con này là mã B30. B34 cái này 95.000 luôn này mọi người. Em còn size 100 với lại size nhiêu ta. Hồi nãy chị có dục lại cái áo sơ mi trắng cho mấy đứa không? Ở đây đây đây. Còn cái size 90 nữa nè. B33 chị nào chưa có thì comment lại giùm em. B34 nha mấy chớ ơi, tương tác tốt bài viết giùm em và cho em xin một nút share, một like của mọi người nha. Con này chốt cho em là mã B34. Cái này là màu xanh dạ quang nha mọi người, nó lên nó hơi sang một tí xíu rêu nhưng mà cái màu rất là đẹp ở ngoài luôn cho em. 95.000 B34 size 90 với size 100 thôi á. Đúng không? Cái này em còn được đúng mấy size? Dạ còn 100-101 với một cái size 90 duy nhất nãy chế dục á. Rồi. 95.000. Không phải mã đó luôn hả? À không có 90 em ơi. Khác, mã đó khác. Rồi. 95.000 không có 90 nha. Con này B35. B34 hả? B34 rồi, B34 chốt đơn. B34 size 100 chị Yến Nguyễn, size 101 chị Lâm Thị Mỹ Hạnh. Rồi.
hai size thôi à, bé mặc size 10, bé 12 kg mặc size 90, mặc 100 cũng được nha mọi người. Sơ mi mặc rộng tí xíu cũng không sao, đẹp lắm. Form rất đẹp. Bé bao ơi, B34 size mới chị Trần Trang. 93 kg chị Hoàng. Được đấy em Trâm. 93 kg cho chị Hoàng Mai. Rồi, size mới chị Thúy Hậu Nguyễn. Rồi Thúy Hậu Nguyễn có đơn. Con này B34 không có size 90, size 100 tới size 101. Rồi chị nào chưa có comment cấp tốc giùm em luôn nha mấy chị ơi. Chưa có comment cấp tốc giùm em luôn. B34 sao cho mối chị Mỹ Đông. Em chốt từ 12kg trở lên hả? Nhí nè em, Hiền Lê ơi, gắng coi giùm chị nha em ơi. Hàng sale chỉ có lẻ cái thôi à, nên là gắng sale. Gắng sale giùm chị nha. Cái này nhí nè. Cái này là size nhí đó nhưng mà hết cái size nhỏ rồi. Cái này còn size 100 và 101 thôi, 12-17kg cho em. Rất là đẹp. B34, rồi B34 size 12kg chị Úc Dừa Tam Quang. Ủa còn không? Còn trăm thôi à. Rồi. Sao còn trăm chị Minh Anh. Rồi còn hai cái sang trăm là hết hàng luôn nha, mấy chế 95.000. Rồi. Tương tác bài ví giùm em luôn. Em lên mấy cái lẻ lẻ này nè. Rồi con này 50.000 size B30. B35 50.000 sang trăm. 12 tới 14 kg B35 50.000 sang trăm. Sale mọi người gán đón xem, gán coi giùm em nha mấy chế ơi. Sao còn trăm chị Trần Ngọc Linh. Rồi Trần Ngọc Linh có đơn. Rồi B35 giùm em. B34 còn cái cuối cùng sang trăm. B35 năm. B34 cái cùng 12 cái chị Trang Phạm. Rồi con này B35 sang trăm 50.000. B36 cho em ở sau lưng cưng. Con này B36 sang 100 chị Thắm Nguyễn. B36 kèm size 80 và size. Cái này 60 65.000 đêm. 65.000. 80 100 120 80 kg 100 120 14 15 kg và chốt cho em tới 18 19 kg 4 tuổi. Con này chốt cho em B30. B36 mọi người ơi, chốt đơn kèm mã sản phẩm kèm size giùm em mới chốt được nha mấy chế. Mọi người chốt mã sản phẩm thôi, cái mã đó em sẽ bỏ qua chốt cho chị phía sau, nên là mọi người chọn đúng cú pháp giùm cho em. Con này chốt cho em B36 kèm size 80 100 120. B36 10kg chị Thoa Nguyễn. Rồi Thoa Nguyễn. Còn 101, 102. 102 chị Cúc Nguyễn. 101 cái cùng cho chị Hoàng Hằng. Còn cái nữa. Còn cái cuối cùng nữa. Chị Vy Vy ơi, mã B34 em hết hàng rồi chị ơi. B34 hay B36 hết chứ ơi. 34 em hết hàng rồi mới chết. Cái này B3 mấy em? B37 rồi. B36 15kg chị Trúc Lâm. Rồi B37 luôn cho em 70.000. Size 90 và size 90 và sang trăm, rất là xinh nha mấy chế ơi. Rồi, chốt cho em con này là mã B30. B37 90 và 100. B38. Ôi B38 cái màu này ở ngoài nó xanh ngọc chút xíu nha mọi người. Ở đây nó hơi ngã tí xíu màu rêu. Quá đẹp luôn. Con này B38 kèm size giùm em. B38 kèm size nha mấy chế ơi, size nhiều đâu. Dạ còn 80 phải không? Rồi 60.000 luôn cho mấy chị, còn size 80 thôi, 60.000, 60.000. B38 size 80 60. B37 size 90 chị Mai Si Thúy Nguyễn. Size 100 chị Khánh Huyền. 82 cái nha, B38 80 kg 2 cái, trai gái đừng mang được con B38. Còn cái này B39 cho em. B39 85.000, còn size nhiêu em? Dạ còn size 80 90. 80 90 80.000. B38 80 size 80 chị Ngọc Tú, 9 kg chị Hiền Lê. Rồi B39 80 90 10 tới 12 kg cho em, B39 kèm size 80.000, rất là xinh luôn, có đu con vật rất là dễ thương. Con này chốt cho em là mã B38 nha mọi người. Ủa B39 sorry mới chết. B39. B39 10 kg chị Thoa Nguyễn. Rồi còn cái còn hai cái mừng, hai cái tay 80. 38 hết rồi em. B39 10 kg chị Thoa Nguyễn. Rồi còn một cái size 80, một cái size 90 là hết hàng em. Size 80 chị Trần Phương Anh. Rồi còn cái size. Ủa? Dạ còn 180 và 190. Cái B39 nãy hình như trả hết 2 bill rồi. Hai cái khác nhau. À. Rồi còn cái 80 và cái 90 B39 em. B38 em hết hàng rồi mới chết. Chuyển sang B39 giùm em. B37 em hết hàng nha chị Lan Anh ơi. B39 size 90 chị Thảo Hoàng. Rồi còn cái 80 80 kg. Con vịt đó mọi người là B39 hả? Con này chốt cho em là mã B40 giùm em nha mấy chế. Cái màu ngoài nó hơi ngọc ngọc chứ nó không có ngã rêu đâu mọi người.
Cái này nó hơi ngã rêu tí xíu. Con này còn size nhiêu em? Dạ 90. 80 và 90, cái này sale nốt cho mọi người là 75.000. 75.000 kèm size giùm em, chốt cho em là mã B40. B40 nha mấy chế ơi, size 80 90 B40 giùm em. B39 em còn sót cái size 80, chị nào chưa có thì comment lại giùm em nha. B40 là size 80 90 75.000. Rồi tiếp cho em con này là mã B41. B40 size 90 chị Ngọc Tú. Cái cổ là màu xanh ngọc nha mọi người. Nó hơi ngã sang rêu tí xíu, cái màu xanh ngọc ở ngoài rất là đẹp luôn. Rồi con này chốt cho em. Còn 80 thôi, 80 kg thôi mấy chị. B40. Con này chốt cho em là mã B40. B41 80.000. B41 80.000, còn size 101 và size 101. Rồi hai cái size 101 15 tới 17 kg. 15 tới 17 kg B41 kèm size. B41 kèm size 80.000. Rồi tiếp cho em con này là B42. B42 giùm em nha mấy chế ơi. B42 con này hình như 68.000 hay sao á. 68.000, em có size 80. Dạ 80 90. 80 90 rồi. 41 là 101 hai cái. B41 size 101 chị Trần Phương Anh. Rồi, còn cái nữa. Con này B42 80 90 8 tới 12 kg giùm em, 68.000. Size 80 kg tới 12 kg, con này chốt cho em là mã B43 hả? B42. À B42. Mọi người ơi, chốt hàng sale mấy cái này lẻ cái thôi, mọi người comment kèm số cân hoặc là kèm size của bé nhà mình ha. Và khách mới kèm giùm em cái số điện thoại được đọc tên trên live rồi mình inbox cho em xin địa chỉ nha mấy chị ơi. Có cái chồng quần nào? Mấy cái hạng B42 size 90 chị Hoài Thu. Ừ, rồi. Xong chồng áo này em lên chồng quần cho mọi người nha. Rồi con này là mã B40. B42 mọi người ơi, tương tác bài viết giùm em kèm icon chấm bài giùm em nha mọi người để không bị đứng comment nha mấy chế. Rồi tiếp cho em con này là mã B40. B43 giùm em, B43 còn size nhiêu em? 80.000. Ủa không, cái này 70.000 thôi, size 80. Ủa không, 60.000 cho mọi người thôi, 8 tới 11 kg thôi. Cái màu này dạng cái màu hơi tím tím cà cà mọi người. Đẹp lắm. Cái này xanh hơi đậm tí xíu, cái này nó hơi rang sang rêu rồi mọi người. Chấm chấm bài, chấm bài lên giùm em nha mọi người để không bị đứng comment nha, em hết thấy comment luôn rồi. Con này chốt cho em là mã B. B43 giùm em, 80.000, 80 kg. Trai gái đều mang được. Tiếp cho em con này. B43 size 80 chị BB Hoài Thương. B44 giùm cho em nha mấy chế. Con này 80.000, B44 có size 100 và size 100 và 101. 60. B41 size 101 chị Thanh Hằng Bùi. Rồi Thanh Hằng Bùi có đơn. Còn cái 80 hai cái. 60.000. Cái này 44 80.000 size 100 và 101. Size 100 và size 101 cho em áo bolo rất là xịn sò luôn, size 100 và size 101 B44. Chấm bài tương tác bài viết em để em không bị ẩn comment nha. Em thấy chị Minh Phan Minh Thành là em hết thấy mọi người luôn rồi đó mấy chớ ơi. Cho em xin một nút share, một nút like mọi người ơi. Kèm chấm chấm bài lên giùm em để không bị đứng comment nha. Nó đang bị đứng comment, em hết thấy comment luôn rồi. Chị thấy chị Phan Minh Thành chỉ ra g chấm chấm chấm. Rồi tương tác tốt bài giùm em luôn mấy chớ ơi. B43 xe 80 chị Huỳnh Tâm. Xe 80 cái cùng cho chị Tiểu Phương. B44 xe 41 chị Nguyễn Châu. Còn cái xe nhiêu nữa? Còn cái 102 nữa. Xe 100 cho chị Phương Anh. Rồi cái đó em còn cái bolo em còn cái xe 102 nữa nha mấy chị ơi. Cái bolo còn cái xe 102 nữa. Rồi đọc luôn em ơi. B44 xe 20kg chị Nguyễn Mai Hương. Rồi 45 cho em nha mấy chị ơi. 45 con này 70.000, size 80. Dạ 80 90 101 70.000, cái áo rất là xinh cho em luôn và siêu hàng nha mọi người. 80 90 101 8 tới 12 kg và 15 tới 17 kg cho em. Chốt cho em mã này là 40. 45 giùm em. Dạ thấy gì chị Huy Hồng Nguyễn ơi, 80 90 101. 45 giùm em nha mấy chế. 46 80.000 cho mọi người, rất là xinh. Con áo này em có 80 kg tới 17 kg kèm size giùm em. 46. Mọi người ơi, chấm bài tương tác chấm bài lên giùm em nhé mấy chế ơi. Có mớm vi á hả? Trời ơi, chị mớm vi là bình thường tương tác rất là tốt luôn á mọi người. B45 size 90 chị Tuyền Nguyễn, 8kg chị Ngọc Hòa. Trời ơi, size
Rồi còn cái 101, 45 em còn cái 101 á, mùi lượng nó đang bị đứng đó mọi người ơi, trời ơi, trời ơi. 46 80 ngàn. 80 tới 101 kèm size giùm em, 80 ngàn nha mọi người, rất là xinh luôn. 46 kèm size giùm em, 46 kèm size. B46 kèm size nha mấy chế ơi, B46 kèm size giùm em. B46 chính ký chị Hiền Lê, size 80 chị BB Hoài Thương. Size 90 chị Cẩm Tiên B46. Size 90 chị Mai Hằng. Kìa, khó đó kìa, khó đây nè. B46 size 90 chị Nguyễn Thảo, 10 ký chị Hoài Thu. 46 chốt đơn mấy chế ơi, 80 ngàn rất là xinh. 46 kèm size giùm em và tương tác tốt bài giùm em nha mấy chế. B46 17 ký chị Hồ Hoàng Mỹ Hạnh, sao cho mối chị Thanh Hằng Mùi. Mọi người ơi, uống cà phê sữa nhiều không biết có sao không mấy chứ. Ngày nào em cũng muốn ly cà phê sữa không biết có sao không mấy chứ. Uống sao là 80 ngàn. Ừ. Đúng giá không? Đúng rồi, ừ. 46 80 ngàn. 46 chị nào chưa có comment lại em 8 tới 17 ký nha. Con này trai gái đều mang được, rất là xinh. Rồi tiếp cho em. Cái này thanh lớn tí nè. 45 còn cái 101 đó em. Con này chốt cho em là em có 3 màu nha mọi người. Nốt cho em luôn chị nào chưa có cái áo này. Chị nào chưa có cái áo này thì chốt cho em nha mấy chế ơi. Em có màu trắng, màu vàng và màu cam, lên từng màu trước. Từ từ em lên từng màu trước cho mọi người nha. B45 size 101 kéo cùng với chị Hoàng Thị Kiều Hoa. Cái này còn size nhiêu đâu mọi người. Cái này nó bị lỗi size, size 80. Đen á chế hả? Lưu Ngọc Bích. Dạ còn 101 và 105. 1 và rưỡi kèm size nha mấy chị. 1 và rưỡi kèm size giùm em, con này chốt cho em là mã B47 sale còn 68 ngàn. Chỉ còn size 101 nhiều, một cái size 150. Kèm size giùm em nha. Con này chốt cho em là mã B47 kèm size 101 được cả chủng cái áo này. Còn cái 150 được cái à. Kèm size giùm em con này B47 nha mấy chị ơi. B47 là sọc trắng này, sọc đen trắng này nha mấy chị. B47 là sọc đen trắng, còn 48 là sọc vàng. 48 là sọc vàng. Sọc vàng này còn size nhiêu? Con này là B47. Hoàng Thị Kiều Hoa có rồi đó chứ, có size 101 rồi. Con này là B47 nè, size 101 và 150. Rồi. B47 size 101 cho chị Ngọc Hòa. Con này B48 em cũng có 101, 150. 48 là sọc vàng. 48 là sọc vàng cho em và 49 là sọc cam. 49 là sọc cam em có size 101. Sọc cam là 49. Dạ 101, 1,5 đồng giá 68.000 cho mọi người. 1,5. 1,25 rồi, 1,25. B48 size 101 chị Ngọc Hòa. Rồi Ngọc Hòa có đơn luôn. 68.000 rồi trời, xịn sò giả mang luôn mấy chứ ơi. 47, 48 và 49 cho em. 49 em có 1,25. 49 em có size 101, 102, 104, 150 nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn con áo này. Chị nào chưa có size nào chốt size đó giùm em nha mấy chị ơi. Rồi. B49 17 ký chị Bi Chip. Rồi 49 17 ký. 789 còn tư em. À 49 mới có tư đúng không? 49 mới có tư nha chị Lâm Thảo ơi. 49 là màu cam. 1,5. B49 size 104 chị Nha Nguyễn. Nha Nguyễn. 49 ký chị Thương Minh. Màu vàng còn xanh nhiêu? Màu vàng còn 1,5 hả? Màu vàng còn 1,5. Vàng em còn 1,5. Trắng em cũng còn 1,5 đúng không em? Dạ đúng rồi. Trắng em cũng còn 1,5 và cam em cũng còn 1,5. Dạ 1,25. 1,25. Mình đã có 101 rồi chị ơi, mình có 47, 48, 101 rồi. Bé mình bao nhiêu ký chứ ơi, lên kèm chút không biết em nha. Chỉ có hai cái này rồi này chị Ngọc Hòa. Rồi 28 ký là bé mình mặc 101 không có phù hợp vậy chứ ơi. 28 ký mặc 101 không vừa đâu chế ơi, nãy giờ chị comment 101 không á. B49 size 150 chị Phương Nguyễn. Rồi. Rồi, 47, 48 và 49 giùm em nha mấy chế. Mấy chị chọn kỹ kỹ, comment chiều cao và số con em lấy size chính xác nha mọi người. 101 mà mặc 28 ký là không bao giờ mặc vừa nha mọi người ơi.
Rồi, kèm size dùm em và kèm số con dùm em. 47, 48 và 49, 68 ngàn. Chị nào chưa có mã nào hút mã đó dùm em đó. Sơ mi màu xanh lên rồi. Còn rồi con này, cái quần này luôn đi em. Cái quần này B50 95 ngàn. B50 95 ngàn dùm em. Cái quần màu đen này chất. Ủa, quần màu trắng này chất siêu đẹp. 95 ngàn em có từ size 101 tới size, không biết tới size nhiêu nữa. 95 ngàn cái quần màu trắng siêu đẹp luôn. Quần đẹp lắm mọi người. Dạ 1, 3, 5 hết chứ. Em có 28kg, chị đổi lại size 28kg hay sao chị? 150 thôi chị ơi, em xả hai mã đó ra cho chị nha. Chị chốt hàng kèm chiều cao và số cân cho em. Rồi con quần này chốt cho em là mã B. B50 nha mấy chị ơi. Size nhiêu? Dạ 135. 135, em có size 101 15 tới 17kg, size 103 là từ 20 tới 25 26kg và 150 là từ 30 tới 35kg cho em. B50 chốt đơn mấy chị ơi. Rồi. B50 size 101 chị Lâm Thị Mỹ Hạnh, 30kg chị Tâm Thanh. Chọn kỹ kỹ giùm em nha mấy chị ơi. Đến ngọn cái. Tương tác tốt bài giùm em luôn nha mấy chị ơi. Để em ngọn cái em lai lẻ. Còn 1,3 thôi hả? Em còn 101, 103, chị nào khách nào chưa có thì comment lại giùm em. Còn 101 và 103 nha mấy chị ơi. Size 101 và size 103 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Maracan này, quá đẹp. Mình inbox cho em xin lục và địa chỉ cho chị ơi. Mình đã có đơn hàng bên em rồi đó chị ơi. Ừ, có hơn cũng mấy cái rồi bà. Cho em địa chỉ đi em mới chốt tiếp được. Không là em không chốt tiếp được đơn cho mình đó. Mấy bà ơi, lưu ý giùm em nha. Có đơn rồi, inbox cho em xin địa chỉ. Mấy chị muốn chốt nhiều thì em chốt thêm cho mọi người. Mà không có địa chỉ em không chốt nhiều được cho mấy chế. Rồi. Còn size 101 và size 103 kèm size giùm em B50 là cái quần trắng Maracan đang mặc 95 ngàn, rất là xịn sò. Cho chế cái quần trắng này luôn đi là. Ừ. Rồi, chút xíu nữa luôn. Rồi chốt chị. Cái quần xám là gì vậy mấy đứa, lấy chế cái quần xám á. Xám với màu kem á, chế lên luôn đi. 27 ừ. Em hết hàng rồi chị Phương Nguyễn thôi, mình chọn ở cái giúp em đi chị ơi. Em còn tới 25 thôi. Rồi tương tác bài đi mọi người ơi, em lên siêu phẩm. Em xin một hai nút chia sẻ bài đi chứ ơi. Rồi. Cho chứ mượn cái điện thoại à. Rồi lấy mẫu ra luôn đi. Lấy mẫu ra đi chứ thấy chứ lại lại. Rồi chờ em chút xíu, chờ em 5 giây em chia sẻ em cái mọi người. Chờ em 5 giây nha mấy chế ơi. Tương tác tố bài giùm em, mọi chị đang xem cho em xin một phút like bài nè, phút share bài giùm em nha. Ok. À cái quần đó có không lại? Ok. Nằm trong góc. Góc, phải không? Vậy này là bên đặt trên mặt là bên chị Loan Lâm nha chị Hà Lê ơi. Lâu dữ rồi đó mọi người. Cái quần em đang đầm em đang mặc là chị Loan bán biết bao lâu luôn rồi đó. Không bán được đâu, tại vì cái này chị Loan á làm có cái bèo á, mà em tháo cái bèo tại em bầu á, để cái bèo nó hơi hòm, nó hơi hòm là gì ta, không biết mọi người có biết chữ hòm là gì không. Dân miền Tây em nói hòm nó hơi rườm rà mọi người. Rồi tương tác tốt bài giùm em, mọi chị đang xem cho em xin một nút like, một nút share nha mấy chế. Dạ em thấy gì chị Nguyễn Quân ơi. Mấy chế vô group bát đó coi là thử có bà khách nào chị Lâm, chị Ruby Lâm có đây không nè chế. Còn mẫu này không, khách hỏi kìa bà. Rồi con này chốt cho em là mã B51. Chị Loan hết hàng rồi, mọi người vô mấy cái group bát nhà Loan Lâm á. Chắc còn cái này màu trắng, màu vàng và màu này nè, ba màu nè cũng đẹp hết. Rồi con này chốt cho em là mã B51 giùm em nha. B51 kèm size giùm em 95 ngàn. Còn size nhiêu em? Dạ 102. 101 và 122 size.
101 và 122 size cái quần cho bé gái rất là xinh luôn. Con này chốt cho em là mã B51 kèm size nha mấy chị ơi. B51 kèm size, em có size 101 và 122 15-20kg kèm size nha mấy chị ơi. 15-20kg B51 95.000 cái quần chất siêu đẹp cho mọi người luôn. Form rất là xuất sắc nha mấy chị ơi. Đẹp lắm. 101 và size 122 B51 kèm size cho em, tóc tóc lên đơn con này luôn mấy chị ơi. B51 16kg chị khả hơn, size 102 chị Nguyễn rồi. Châu, size 102 chị Thương Minh. Rồi, 1-2 thôi nha mấy chị ơi. Rất là đẹp, con này form siêu đỉnh và chất vải siêu nét. Rồi, em còn size 102 thôi là hết hết hàng. Size 102 chị Trang Mai, size 102 chị Đỗ Nhung. 18kg chị Thảo Linh. Rồi. Nè, chú trả nè, mở nhạc đi. Rồi, còn size 102. Tôi mới bé đằng sau chị, em cứ là chị Hạnh Lê ơi. Em còn size 102 thôi nha mấy chế. Ơi cái quần màu kem cho chế ơi. B51 size 102 chị Mai Hạnh. Cái quần màu kem đó tặng. B51 em còn một cái size 102 nha mấy chế ơi. Từ 18-20kg nha mấy chị ơi. Ừ đúng rồi, nó đó. Rồi 18-20kg chị nào chưa có chốt đi mấy chị, cái quần đó đẹp lắm á. Sơ mi sao em còn nha chị, 95.000 chị Hạnh Lê lấy sơ mi, comment sơ mi giùm em. Còn size 26kg mấy đứa sơ mi phía sau. Không biết còn không mấy chị ơi, sơ mi này. Rồi chốt cho em con quần này là mã B. B52, B51 em chỉ còn 102 thôi, con quần B52 quần lưng cao 95.000 B52 kèm size giùm em. Vẫn hỏng vài bữa chị nữa chị. Ừ bữa nào đi em còn một ít đồ chị lo em sale nó hết luôn rồi em đi đẻ luôn mọi người. Bà Lan mấy nay kia em lấy đồ lẻ size mà em còn nhiều hàng lẻ cái quá. Hàng lẻ cái. Hàng 51 chị thì Mai Hạnh có chưa? Em còn nhiều đồ của em quá mọi người, nên là chưa like đồ chị Loan được. Để bữa nào đi em sale cái đồ chị Loan cái em đi đẻ. Còn có 100 mấy cái là hết hàng rồi mọi người. Sale nốt cho mấy chứ. Rồi con này 95.000. Quá đẹp trời trời, con quần lưng cao siêu đẹp. Cái form nhít cái nắp luôn, quá trời đẹp. Rồi B52 17kg chị Bi Chip. Rồi trong đó chị Khương Lê. 17kg chị Thùy Dung. 17kg chị Trần Phương Anh. Rồi 17kg lớn cho mấy chứ. Chị có 101, 102 thôi nha. 102 này mặc được tới 20-21kg. 20-21kg nón hả? Cái hình như cái nón này em còn hay sao á? Nón này 88.000, comment giùm em. Nón xám 88.000 em còn được đúng mấy cái rồi. Nón xám này chị nào lấy thì comment giùm em. Cái nón này đồng vòng đầu 52-54. Cái nón này vòng đầu 52-54-55 cũng gọi được nha mấy chị. Có tăng đưa phía sau dễ mang lắm. Nón xám này chị nào lấy thì comment nón xám cho em đơn, in đơn cho. Rồi đọc luôn. Con này 52. B52 17kg chị Linh Linh, xe mốt chị sao Dương. Rồi. Xe 102 chị Mai Hạnh. Của chế còn 101 nè. Em còn 101 một cái và 102 nha mọi người. Con này chốt cho em là B52 kèm size. B52 cái quần quá đỉnh luôn, chất rất là đẹp. Còn cái quần nào bển nữa không? Nó là 88.000. Đâu đứng lên lấy, hình như còn 3-4 cái à mấy đứa ơi. Ây da, bà nói cái gì cũng sao biết. Còn 4 4 cái à, cái maracam nữa là 5 cái. Dạ mũ nâu em hết hàng nha chị Lan Anh luôn, em chỉ còn mũ xám thôi nha chị ơi. Chỉ còn nón xám thôi mấy chị. Hết hàng rồi, em hết hàng rồi mọi người. Nón xám cho chị Ngọc Hòa và chị Gia Hân. Rồi chị còn nón xám rồi chị Gia Hân luôn. Nón xám em còn 3 cái, chị nào lấy comment nón xám giùm em là được nha. Với 52 em chỉ có xem 2 thôi nha chị. Tâm Nguyễn có 130 chứ ơi. Rồi chốt cho em tiếp nha mọi người. Tiếp quần áo đi nè. Ôi rồi cho chế cái đó luôn đi chứ like luôn. Rồi cái này là 50, 53 có mẫu không? Không có mẫu không? Nón xám cho chị Út Cưng. Ê 53 có giống mấy cái sao đứt mấy đứa không kìa mấy đứa. Cái này ở sau có túi này nè làm. Phải cái này không? Không phải. Ê coi chế mấy cái màu xám sao đứt mấy đứa. Coi chế trên kệ có không? Kệ còn mấy mã gì vậy? À. Để tối chứ like. Nón xám còn cái à? Nón xám cái còn chị Trần Trang rẻ đẹp. Ê cho chế cái nón đen đi lại. Ủa đâu? Còn cái nữa em ơi. Nón xám còn cái nữa. Nón đen kia kìa. Ừ trong bọc có nón đen trong bọc. B52 cho 102 chị Tâm Nguyễn. Chị Tâm Nguyễn. Chị Tâm Nguyễn.
Chị Tâm Nguyễn chắc mặc được có chị, cái form đó nó hơi rộng tí xíu hết chứ. Tiger Nga kèm số điện thoại giùm em mới chốt cho chế được nha, chế Tiger Nga nha. Rồi cho em cái quần này đi, cái quần này còn size nhiêu nè, được đúng 2 cái 95 ngàn luôn. Size 120 thôi mấy chị ơi, con này em có từ 18 tới 20, 21 kg, size 120 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã B. B54 giùm em. Nhảy luôn đi em, B54 kèm size nha mấy chị, 95 ngàn B54, 95 ngàn B54 rồi, được 2 cái à. Rồi cấp tóc. Đúng rồi. Cái sao nó là gì anh Nhi? Đưa chế nghe. Sao cưng là gì nữa vậy? Em lên cái quần bé trai nha mấy chị. Đây đi đây, chế lại đi. Không lấy mà quần khác đi. Rồi chốt cho em tiếp nha mọi người. Cái quần này mã 6580 mới lại có không lại? 6580 có trúng không? Đúng rồi, 120 không em? Không, không có đâu lại ơi. Trơn. Rồi con này chốt cho em là B. B55 em còn cái size 150. 1 tư rưỡi 3 size nha mấy chế, 95 ngàn. Size 101, 104, 150. Cái quần này trai gái đều mang được, dáng 6 phân nha mấy bà ơi. Tầm khoảng 5-6 phân cho em, rất là đẹp. 1 3 tư rưỡi, 15-17 kg, 130-140, 150 kèm size giùm em. Cô chế là size 150 nè, quá đẹp luôn. Con này 150 mặc được tới 33-34 kg nha mấy chị ơi, rất là đỉnh luôn. Con này 95 ngàn. B55 kèm size 1 3 tư rưỡi nha mấy chế. Rồi nón xám cái cùng với chị Tiger Nga. B55 1 3 tư rưỡi một cái. B55 size 150 chị Ngọc Hòa. Rồi chị Mai Hương order Quảng Châu cho số điện thoại, có địa chỉ rồi không? Rồi. B55 17 kg chị Mai Hương order Quảng Châu. Rồi. C3 chị Kem Yumi, Trang Nguyễn Yumi. Rồi. C4 chị Sâu Kiều. Hết luôn em ơi. Rồi con này chốt cho em là B50. B56 70.000, B56 size 80. Rồi. 70.000 nha, 70.000 size 80 không nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Con này 70.000 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 70.000 kèm size nha mấy chị ơi. 70.000 kèm size, em có size 180, size 80 thôi nè. Con này là mã B nhiêu em? B56 nha mấy chị. B56 80 kg kèm size giùm em. Khách mới lên kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị. Và được đọc tên trên live rồi, inbox cho em xin địa chỉ nha mấy chị ơi. B56 size 80 chị Mika Nguyễn. Này còn 24 nè, 24 rồi, 2 size 120 là size 104 thôi. B56 size 80 chị Ngọc Hòa. Rồi chốt cho em tiếp con này là mã B57 nha mấy chị. Em còn size 120 và size 104 95.000. B57 95.000, size 120 và size 104 kèm size giùm em. Cái quần chốt rất là đỉnh, rất là mướt, rất là mát luôn. B56 11 kg cái quần chị Lan Quỳnh. Rồi con này chốt cho em là B57 kèm size. B57 kèm size giùm em có size 102, size 104. Hai size thôi mọi người ơi, rất là đẹp luôn. B57 kèm size nha mấy chế. Cái quần chất nè mọi người, nhìn giùm em cái chất đi, chất rất là đỉnh luôn, rất là mướt và mặt rất là mát luôn cho em. Con này chốt cho em là mã B50. B57. Rồi. Con này chốt cho em là B50. B58. B58 kèm size. B57 size 104 chị Trần Trang rẻ đẹp. Rồi B58 kèm size giùm em, cấp tốc lên đường luôn mấy chế ơi. Tương tác bài ghế giùm em nha, của chế 102 nè. Rồi size 102 thôi, 16 tới 19 kg cho em, bé 4 tuổi nha mọi người. Rồi con này chốt cho em là mã B50. B58. B58 kèm size giùm em, cấp tốc lên đơn cho em 80.000. Size 102. 3 cái 102. Con này chốt cho em là B59 luôn. B58 là size cho bé từ 16-17 kg, chốt cho em tới 17-18-19 kg, 4 tuổi thôi mọi người, tại vì cái đó size nhí á, không có chốt được bé lớn hơn. B58 size 102 chị Thi Nguyễn. Cái này có size nhiêu là đâu? Dạ còn 102. Còn size 102 và size 90, con này 60.000 cho em nha mấy chế ơi. 60.000 em có được không, con này 50 60.000, size 90 và size 102.
90 và size 120 50.000 kèm size giùm em. 90 và size 120 60.000 kèm size. 60. B58 size 120 chị Tâm Nguyễn, size 120 chị Khương Lê. Rồi hết. 48, 58, 59 đi em. 59 size 90 và size 120 60.000. Đẹp lắm. B59 size 120 chị Trần Phương Anh. 70.000 con này chốt cho em là mã. B60. B60 còn 80 ấy, em. Còn nghe nghe. 90. 10 12 kg. B59 size 90 chị Khả Hân. Tương tác bài viết giùm em kèm icon để không bị ẩn comment nha mấy chị ơi. Mấy cái này em có lẻ ít ít rồi mọi người nè. Chồng luôn nè mấy chết. Nè. Rồi con này chốt cho em là mã B. B60 kèm size. B60 kèm size giùm em 70.000, size cái này tầm size 90 nè. Quá đẹp luôn. Xuất sắc. Cái này cỡ 11 tới 13 kg cho em nha mọi người. 11 tới 13 kg á. Cái size này tầm 11 tới 13 kg nha mấy chị. Quá đẹp luôn. B60 đi mấy chị, không em tại vì bình luận nó lên chậm á. Con này chốt cho em là B60 nha mọi người. Size cho bé 11 tới 13 kg kèm size em 70.000. 70.000 11 tới 10 kg cũng được á, sao? B60 10 kg chị Bích Vân. Rồi cái này em mời mọi đứa coi chứ. Rồi con này chốt cho em là B61. B61 kèm size con này 70.000 size 80. Dạ 80%. 80 và size 100. Con này chốt cho em là mã B60. B61 bé gái nha mọi người. B61 bé gái 80%. 12 kg được. Lấy lại BB Hoàng Thương. B60 12 kg chị Tâm Nguyễn. Rồi B60 còn 1. B60 size 80 chị Mai Hạnh. Rồi con này chốt cho em là B61. B61 em có một cái size 80 và cái size dạ 100. Size 100 nha mấy chế ơi. Một cái size 80 và cái size 100. B61 kèm size 70.000. Rồi con này 50.000 luôn, chốt cho em là mã B60. B62 nha, ba lỗ cho bé gái rất là xinh. B62 ba lỗ cho bé gái nha mấy chế. Con cái hả? B61 10 kg chị Cầm. Quá đẹp. Cho chị Emily. Rồi con này chốt cho em là mã B60. B62 50.000 nè, em có một cái à. Coi size anh chế ơi. Kèm màu nha mấy chế. Size 80 là màu trắng nè. À màu trắng là B60. B63 đi. Màu trắng là B63 cho em 50.000. B62 là B62 là size 90 đó em 50.000 á. Màu cam á. Rồi 90 và 101 với một cái size 80 nè. B62 là có size 90 nha mấy chị ơi, còn B63 là màu trắng nha mấy chết. 62 là màu cam cho em size 10 12 kg áo thun ba lỗ cho bé gái ha. Con này chốt cho em là 63. 63 thì em có size 80. Dạ 80 90 101. Rồi 80 90 101 63 kèm size 50.000 rất là đẹp luôn, coi áo siêu đỉnh. Đẹp lắm. B62 10 kg chị Hoài Thu. Rồi 63 đi mấy chế, chuyển sang 63 cho em. 80, 100 và 101 rồi. B63 size 101 chị Cúc Nguyễn. Size 80 chị Ngọc Hòa. Rồi chốt cho em con này là 60. 64. Rồi 64. B63 còn size 90 nha mấy chị ơi. B62 đã hết hàng rồi mấy chị ơi. 63 còn size 90, chị nào lấy size 90 comment size 90 giùm em 50.000. Rồi chốt cho em con này 64. 64 60.000 size 80. Dạ 80 90. 80 90 60.000 64 nha mấy chị ơi. 64 80 90. 63 chị nào chưa được chốt size 10 kg thì comment lại giùm em 10 12 kg ha. Em còn cái 50.000. Cái gì vậy? Khai. Trời giờ này đéo với ta. 60.000. B63 size 90 cái cùng chị Mika Nguyễn. Đó. Ồ ghê vậy. Bán nó nghỉ bắn luôn hả? Không được bắn em bé hả? Trời. Không được đánh em bé hả? Trời ơi. B64 size 80 chị Phan Ngọc Diệp. Con trai mình hôm nay gì cũng biết nói hết rồi. 64 giùm em nè mấy chết đúng không? 80 90 hả? 60.000 64 rất là xinh luôn, còn áo siêu đẹp. Rồi. B64 em còn 8 tới 12 kg nha mấy chị. Con này chốt cho em 65 70.000. Quá, wow, cho mi cục ơi. Có ngủ chưa? Chưa ngủ nữa nè. Trời. Khỏi ngủ luôn á. 5 giờ luôn. Cái hết à. Con này chốt cho em là mã B65 giùm em. Dạ phải gì chị Tiểu Phương ơi. Size cỡ 11 13 kg nè mấy chị. Con này chốt cho em là 65 11 13 kg kèm size. Lên ăn kẹo đi, lên phòng.
có phim. Con này 70.000, 65. B64, 690, chị Nguyễn Trang Nguyễn. 65 giùm em. Thấy chị Tiểu Phương này chơi, nãy giờ thấy chơi mà không thấy chơi chốt gì trơn. Chị có hai mãi chị Tiểu Phương ơi. Rồi con này 65 có sao nhiêu em? Cái này cỡ tới 15kg nha mọi người. Em có từ 11 tới 15kg. Rồi 70.000, 60. 65 rồi, 65 chốt luôn. Thế em không có hàng cho chị Tiểu Phương ơi, mà em hết 10kg thôi nha chị ơi. Chị có hai mã cho chị Tiểu Phương ơi. 64 còn cái size nhiêu em? Size 80 á mấy chị. 64 còn cái size 80 á. 65 cho em đi mấy chị. 65 kìa Phương ơi. Size cho bé cỡ 11 tới 15kg. 10kg thì hơi rộng tí xíu. 10kg hơi rộng tí xíu. Sáu năm đọc đi tốt. B65 size 80 chị Mai Hạnh. 66 giùm em nha mấy chị. 12kg chị Út Dừa Tam Quan. Rồi Út Dừa Tam Quan có luôn. Con này chốt cho em là 60. 66 80.000 cho bé gái nha mấy chị ơi. 66 80.000 size cho bé gái. Cái này em có size 130. Dạ 130, 160. 130 và size 160. Con này chốt cho em là mã B60. B66 giùm em nha mấy chị. B66 kèm size nha. Em có một cái size 130 và 160 kèm size. 130 và 160 B66 kèm size giùm em. Dạ đồ trắng em cầu em chị Phan Ngọc Diệp. Dạ chơi ít cái quần lên. Quần ít cái quần lên. B66 em có size 130 và 160 nha mấy chị. Ai trong đó thì cùng mình giúp em nha. Rồi 80.000 B66 nha mấy chị. Con này chốt cho em là B67 50.000. B67 50.000 em có size? Dạ 101. 101 và size 80. 67 em có 80 và 101 50.000 67. B66 size 106 chị Linh Trần. Rồi. Asomi phía sau này em like rồi 95.000. Chị nào lấy Asomi size nào comment size đó ha. 67-50.000. Ê cha chế lấy cái chế cái chân váy bi này đi. Thì chân váy bi dưới á. Hãy chế thấy 50.000. B67 size 80 chị Mika Nguyễn. Size 101 chị Gia Hồng. Rồi con chân váy này xây cho mọi người còn cái này quần á mấy chế. Quần nó dạng quần váy hả. Con này chốt cho em là B60. B67 B68. B66 size 130 chị Thảo Luôn. Rồi B68 giùm em 90.000. Chân váy quần váy ha, chốt rất là đẹp cho em luôn. Con này 90.000 kèm size. Chốt cho em mã này là mã B60. B68 em có cái size 120. Dạ 120 130. 23 kèm size 90.000. Size 120 và size 130 nha mọi người. Con này chốt cho em 17 18 kg và chốt cho em tới 24 25 kg. B68 size 120 chị Hương Nguyễn. Còn cái 120 và cái 130. Rồi chốt cho em con này B69. B69 này có không mấy đứa? Dạ có. Ui B69 này là màu xanh ngọc nha. Mà lên màu xanh này à. Xe cho mọi người còn 60.000 hết luôn á. Cái này màu xanh ngọc chị nào lưu ý mua mã này comment lưu ý giùm em, nó là màu xanh ngọc nha. Lên cái đèn LED của em nó chuyển hơi màu, hơi sang rêu rêu. Cái màu nó hơi đậm tí mà màu ngoài nó tươi lắm. Xanh ngọc nha mọi người, 60.000. Cái này có size 100 và rồi sang 100. Sang 112 tới 14 15 kg cho em. 69. Rồi B69 kèm size. B68 size 130 chị Ngọc Hòa, size 120 chị Khả Hân. B69 em không có 16 kg, em không có 17 kg nha chị Hồ Hoàng Mỹ Hạnh ơi. 69 là 2 cái 100, cái này nè. Gấp đi kít á. B69 13 kg chị Bùi Chi. Còn cái nữa. Rồi cái này 70 cho em. 70 cái quần quá đỉnh luôn, chất bôi cho em. Size nhiêu? Dạ 80. Size 80, 8 tới 11 kg. Con này chốt cho em 85.000. 8 tới 11 kg, 85.000. Con quần chất bôi cho bé gái rất là xịn. Con này dán 5-6 phân nha mọi người ơi. Mọi chị đang xem cho em xin một nút share, một like của mọi người ha. Tương tác bài viết chấm bài để không bị ẩn comment nha mấy chớ ơi. Con này chốt cho em là mã B70 đúng không em? Dạ B70. Rồi B70. B69 size 100 chị Thúy Nguyễn. B70 8 tới 11 kg kèm size, em chỉ còn duy nhất một cái size 80 thôi, rất là đỉnh luôn. Cái quần này chất siêu đẹp, rất là mướt. Con này không đẹp không lấy tiền mọi người luôn. Chất rất là đỉnh cho em, 85.000 rồi. B70 10 kg chị Bích Vân. 10 kg chị Hoài Thu. Cái này cái này là màu xanh lá rất là đẹp nha mọi người, mà lên line nó hơi ngã về vàng vàng và rêu rêu. Chị nào chốt mã này lưu ý giùm em nha. Em lười đi tắt cái đèn LED quá. Cái này còn đúng một cái size duy nhất là size 80 luôn. Rồi. B70 size 80 chị Trúc Nhi Hà. B71 cho em. Size 80 cái cuối cùng cho chị Trần Phương Anh. 71 này chứ bán nhiêu quên rồi ta. 95, 90.000 hay sao? Hay 85.000 quên rồi.
85.000 đi em, rồi nốt đi mấy chứ em không nhớ giá. Con này chốt cho em là mã B71 85.000, 8-11kg cho em. Cái quần chất rất là đỉnh luôn, và cái màu ở ngoài nó đẹp. Màu ngoài là màu xanh nó lá mà nó tươi rất là đẹp luôn. Mà size line nó hơi vàng vàng hả ta, hay là nó phản quang cái tường. Rồi con này chốt cho em là B71 kèm size 85.000, 8-11kg. B71 kèm size giùm em nha mấy chứ ơi. Đẹp lắm, cái quần chất rất là đỉnh luôn. Cái form lên cực kỳ nét ha mọi người. Cái này phối với áo phông trắng rất là xinh luôn á. Rồi B71 chốt đơn cho em luôn. Đẹp lắm. B71 size 80 chị BB Hoài Thương. Rồi. Còn 3 cái. B72 lên rồi chị Huy Thi Kiều ơi. B72 90.000. B71 11kg chị Giang Giang. Cái này quần bé gái. B72 90.000. Trên khoảng của mình lên kèm em số cân của bé mà em mới chốt được nha chị ơi. Chốt kèm mã kèm số cân nha mấy chế ơi. Không có mã không có số cân em không chốt đơn được cho mọi người. Cái này chốt cho em là mã B72 kèm size B71 9kg chị Kim Trọng. Rồi Kim Trọng có đơn, còn cái cuối cùng. Con này chốt cho em là B72 kèm size. Cái này có size tự nhiên mấy đứa ơi. 90-120 B72 kèm size giùm em. 10kg trở lên và chốt cho em tới size cho bé 20kg. B72 B72 10kg chị Cầm. Rồi 72 90.000 72 kèm size. 90.000 72 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. B72 kèm size 90.000. B72 10kg trở lên ha. Ủa chị Cầm là chốt B72 hay là B71? Chị Cầm B72 nha mấy đứa ơi. Rồi. Còn cái 90 nữa nè. B72 size 80 chị Trần Phương Anh. Trần Phương Anh. Không có 80 Trần Phương Anh ơi, có 90 trở lên nha chứ. B72 size 80 chị Em Ly. Rồi. Mấy cái quần này phối với ống phung rất là xinh luôn. B72 kèm size giùm em. 10kg chị Hoài Thu. Chị Lan Anh ơi, sỉ ơi, mình chọn trên đây giùm em. Và còn cái lẻ size nào hốt lẻ size đó nha chứ. Sỉ không có đủ ri để em sỉ cho mấy bà đâu. Mà sỉ thì cái này em đã sale rẻ hơn giá sỉ nữa rồi. Nên là mấy chế thích cái nào thì chốt cái đó trên like luôn giùm em nha cả nhà ơi. B72 size 120 chị Thanh Hằng Bùi. Rồi còn cái size 100 và cái size size 100 mà. Sỉ thì comment size nào lấy size đó nha chứ. Chứ em không có chốt chốt sỉ được đủ ri đâu mọi người. Tại vì những cái hàng này em còn lẻ không à. Lưu ý giùm em nha. Sỉ thì em bớt cho mấy chế cỡ 5.000 cho mọi người, cho vui thôi. Mấy cái này là em xả sập sàn rồi, dưới giá sỉ luôn. Mấy chị biết mà, mấy chế thấy em like là biết giá rồi. Giá rất là rẻ luôn. Rồi con này chốt cho em 85.000. Size 73. Cái này nó cũng vậy luôn. Cái màu nó giống cái màu quần xanh lá nãy mà. Cái này nó cũng nghiêng về màu màu rêu rêu vàng vàng. Cái này màu xanh ở ngoài rất là đẹp. Rồi chốt cho em con này 73 do cái ánh đèn lát của em á. Cái này 8-11kg kèm size mà em 85.000. 8-11kg 73 73 8-11kg nha. Cái này lẻ size không mà mọi người ráng chọn giùm em nè. Một chồng mấy bạn gỡ ra nè, toàn lẻ cái không à. 73 kèm size nha mấy chế yêu ơi. 73 kèm size giùm em nha. 73 85.000 73 73 85.000. Còn size gì để em là còn size nào lấy size đó đúng không chứ? Comment còn size nào lấy size đó đi mấy bạn sẽ in đơn nha chứ. Lan Anh. Rồi, toàn size nhỏ hả? Lộn xộn size hết đó chế ơi. Rồi. B73 cho chị Lan Anh. Rồi. Còn cái còn mấy cái đó em? B73 85.000. Cái quần chất rất là đẹp luôn, hàng lớp Mickey nha mọi người. Chất siêu xịn luôn, 85.000 chưa bao giờ mà có giá này hết mấy chế ơi. Rồi chốt tiếp cho em con này là 70. 74 cho em. 74 kèm size. 74 80.000 size nhiêu? Coi sao đưng cưng còn không? Ở trong á. Trong ngoài coi còn không? Con này chốt cho em là còn size 80. Con này chốt cho em là 70. B74 kèm size 80.000, B74 còn cái size 80 không à. Rồi 74 kèm size giùm em. 62 B62 và B74 size 90. 62 qua em cũng không biết mã 62 đó mã nào nữa chế ơi. 74 em có 80 thôi, không có size khác. Rồi. Ba cái em. Ba cái size 80 74. B74 size 80 chị Mai Hạnh. Rồi 75 cho em. 75 size 80 và size. Dạ 80 luôn chứ. Rồi 80 không. Rồi 80.000. 75 size 80 81kg 75 giùm em. Xinh lắm, cái quần trai gái đều mang được ha, rất là hàng luôn mọi người, bi ha. Chất rất là đẹp cho em, 80.000 75.
B74 xin 80 chị BB Hoài Thương xin 80 cái cùng với chị Trần Phương Anh. Hồi tối chị nào kiếm size 80 mà hồi tối em like hoài không có size 80, bác ngồi bác chơi size 80 chế ơi, size 80 chế ơi. Bây giờ một đống size 80 không thấy bả đâu hết. Rồi con này chốt cho em là 70. 76. 76 76 76 85 ngàn. 76 85 ngàn, size nhiều. Dạ 90 101. 90 101 nè, có 101 nè mấy chị của chế 101 luôn nè. 10 12 kg 15 17 kg cho em con này 95 ngàn. Ủa lộn, nhiêu? 85 ngàn. 76 cho em. B 75 size 80 chị Ngọc Hòa. 76 cho em 85 ngàn. 90 và size 101, 74 đẹp quá mà không có size, đúng rồi, cái đó đẹp lắm. 15 kg là mình mặc size 100 nha chị Nguyễn Hằng ơi, nếu mà bé mình cao thì mặc 101 đi chứ ơi. B 76 size 90 chị Hoàng Hằng. Mặc 101 đi cho thoải mái. Tối nay hả 8 giờ đi chứ hả? Size 101 chị Lê Giang. Rồi. Size 101 cái cùng chị Phương Di. Rồi chốt cho em con này. 41 size 90 là chị Giang Giang ơi. Cái này màu ngoài xanh ngọc, sao lên like nó hơi ngã xanh rêu rêu mấy chứ ơi. Con này chốt cho em là 70. 77 giùm em, size 120. Rồi 68 70 ngàn. 120 tới 140 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã B70. 77 theo đây. Màu ngoài là màu xanh ngọc. 74 hình như là màu size 80 á em. Ồ 73, 74 hết rồi. Con này chốt cho em là B70. B77 kèm size. 70 ngàn. Size 120 tới 140. 120 tới 140 giùm em. Đọc luôn em ơi, có bill đọc chứ. B77 size 120 chị Phan Trang, size 140 chị Ngọc Hoàng. Size 120 chị Tôn Trúc. Rồi, còn 130 thôi em. Size 130 chị Thương Minh. Rồi còn cái 130 nữa. Rồi con này 70 ngàn luôn, kèm size giùm em. Cái quần chất rất là đẹp luôn. Con này chốt cho em là 70. 78 giùm em còn size 100 và size 120. 100 và 120 kèm size nha mấy chị ơi. 100 và size 120. 77 em còn 20 tới 22-24 kg. Trai gái đều mang được cái quần đó. Rồi con này em còn size 100 và size 120 kèm size giùm em 70 ngàn. 70 ngàn cái quần rất là đỉnh luôn. Con quần này rất là đẹp ha mấy chị. 78. B 78 size 120 chị Trần Trang. 79 cho em. 79 90 ngàn. 79 90 ngàn còn size gì em? Em còn 12. 12 tới 14 kg. 101 đúng không? Của chế là size 80. Chị còn size 130 nha chị Trần Nguyễn Thảo Huy ơi, 120 hết hàng rồi nha chị ơi. 78 chị Thảo Nguyên kèm size đi chế. Cái này là 70. Dạ 79. 79. 78 còn size 100, chị nào chưa có thì comment lại em. Con này 79 ha, 90 ngàn. Còn size 80, 100 và size 120. 80, 100 và 120 kèm size giùm em. À 80, 100, 101. Mình lên mã quần là mã quần nào á chị ơi? Mã quần 78 chứ không chứ. Kèm mã, kèm số cân hoặc là kèm size giùm em nha mấy chị. Và khách mới cho em xin cái số điện thoại để được chốt đơn. Có nhiều chị khách mới comment hoài mà không được chốt đơn là do không có số điện thoại, không có thông tin em không chốt được cho mấy chị ha. 77 em còn size 130, 78 em còn size 100 và 79 này em có size 80, 100 và 101. Con này chốt cho em là B79 hả? 80 ngàn đi em. Con này 80 ngàn B79 kèm size. 80 ngàn B79 kèm size nha mấy chị ơi, chốt rất là đẹp luôn. Rồi. B79 size 101 chị Emily. Rồi còn 80 và 100 hai size 79. Chốt cho em con quần này là mã B. B80 90 ngàn, cái quần này rất là đỉnh luôn. B80 kèm size giùm em. B80 còn size nhiêu em? Dạ 100. 100 và size của chế size 80 nè. Size 80 và size 100. Con này chốt cho em là B80 90 ngàn, rất là đỉnh luôn. Cái quần form siêu đẹp và chất rất là nét luôn nha cả nhà ơi. Con này chốt cho em là B80. Chị Nguyễn Hằng lên kèm mã cho em đi chế. 78K size 120 là mã nào vậy chị? Chị kèm mã mới chốt đơn được nha. B78 size 100 chị Thanh Nhã. Rồi Thanh Nhã có đơn. B79 11 kg chị Danh Danh. Danh Danh có đơn luôn. Rồi, cái này là B80, size 80 và size. Dạ 80%. 80 và 100 kèm size giùm em B80 90 ngàn. 81 cho em nha mấy chị ơi. Con này B81 cho em. B81. B81 cho em, cái này em có size 80 và size. Dạ 80.2. 80 và size 120 kèm size, rất là đẹp luôn, con quần siêu đỉnh. Hả? Đâu đâu, quay qua chứ coi. Nó đó. B80 11 kg chị Giang Giang, size 100 chị Thảo Nguyên. Rồi. Chốt cho em con này là B81.
B81 còn size 80 và size nhiêu? Dạ 80 và 120. 80 và 120. Con này 90 ngàn. Trời ơi, chốt rất là đẹp luôn. Cái quần này mấy chế mua đi quốc, nó về nhà coi là nó có đẹp không. 90 ngàn em đảm bảo mọi người đi đâu mua cũng không được giá này đâu. Mấy chế rất là đỉnh luôn. Cái quần form siêu nét. Rồi B81 hai cái bọc lớp mình kia cho em. Rồi còn 3 cái size 80. Size 80. 81 kg thôi nha mấy chị ơi. B81 giùm em. B81 giùm em nha mấy chị. B81. Đẹp lắm, cái quần chốt đẹp kinh khủng luôn. Con jean này 100 ngàn cho em. Con này chốt cho em là mã B80. B82 quần jean nhìn mới. 3 tí là bé mặc size 100 nha chị Hoàng Mai ơi. Rồi, có size nhiêu em? Dạ 80 100. À rồi, cái này sale cho mấy chế còn 90 ngàn luôn. Em còn size 80, 81 kg và size 100. Rất là đẹp. Con này chốt cho em là mã B80. B82. B82 giùm em nha mấy chị ơi. B82 kèm size nha mấy chế. B82 kèm size giùm em nha cả nhà. B82 chốt rất là đẹp. Mọi chị đang xem cho em xin một share fly của mọi người để không bị ẩn comment nha mấy chế. Trăm có một cái em. B82 sao 100 chị Thiên Bình. Rồi còn 80 thôi. Rất là đẹp. Con này B82 kèm size. B81 em chỉ còn size 80 thôi. B82 cũng còn size 80 thôi. Rồi con này B82 kèm size. B82 kèm size. B82 nhưng mấy chị chất quần riêng rất là đẹp. 90 ngàn. Sale nốt cho mọi người luôn. 82. 81 hả? 81 hình như 81. B82 size 80 chị Minh Nhật. Còn 80 thôi à. Rồi chốt cho em con quần này là mã B80. B83 hình như ở sau lưng không còn cái nào. Sang trăm nè. B82 11 kg chị Giang Giang. Dạ trăm và trăm. B80 em hết hàng rồi nha chị Phương Chi ơi. Tôn Trúc có 81 không? Dạ chị không có B81 thì chị Tôn Trúc thôi. 82 chỉ còn size 80 kg, 81 kg thôi mới chết. Con này chốt cho em là 83, 80 ngàn luôn. 83, 80 ngàn. Minh Nhật có chưa? Minh Nhật có 82 cho em. Rồi có rồi nha chị ơi. Con này chốt cho em là B83 kèm size 100 và size. Dạ 100 và 101. 100 và size 101 kèm size giùm em B83 nha mấy chị ơi, 80 ngàn. 100 và 101. Chốt rất là đẹp luôn cho em và quần này trai gái đều mang được ha. Bò chân á mấy chế, form siêu đẹp luôn. Rồi, cái này em sale nó cho mấy chế 60 ngàn đi. 60 ngàn size 100 và size 101 kèm size trai gái đều mang được. B83 là em có cho em coi nha chị. Con này chốt cho em là B80. B84 giùm em. B84 kèm size. Không thôi, Cưng để trên kệ cũng được nữa. Lại để trên kệ đi lại. Có gì chế like không kịp, tối chế like. Con này chốt cho em là B80. B84 90 kìa. Cái quần này 5 phân ha. Chốt rất là đẹp luôn. Cái này phối áo khung là cực kỳ đẹp. Con này em có size 80 và size. Dạ 80 và 90. 80 và size 90. 10-12 kỹ cho em. Con này chốt cho em là mã B80. B84 B84 kèm size nha mấy chị ơi. B84 kèm size giùm em B84. 80-90 10-12 kỹ kèm size giùm em B84. 90 ngàn. 83-101. B83 size 100 chị em Ly. Rồi con này chốt cho em B85. Mọi người ơi tương tác chấm bài giùm em nha mấy chế ơi. Con này 85 giùm em 90 ngàn. Size 80 và size. Dạ 90. 80 và 90. 10-12 kỹ cho em. Chốt rất là đẹp luôn. Con này form siêu đỉnh. Chốt siêu đẹp luôn nha mọi người. Cái quần này. Rồi con này chốt cho em là 80. B85. Cái này còn size 80 nữa nè. B84 11 kg chị Giang 10 kg chị Bích Vân. Lấy bọc lớp mi kíp bỏ vô nè. Cái này 85. 80-90 kèm size. 85 size 80 và size 90 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 85. B83 size 101 cái cùng với chị Chi Dương. Rồi Chi Dương có đơn. Con này chốt cho em B85. 8 tới 12 kỹ kèm size giùm em B85 90 ngàn. Đẹp lắm. Chốt đẹp vô cùng luôn mấy chị ơi. B85 size 80 chị Minh Nhật. Size 90 chị Phương Di. Rồi còn cái cuối cùng 80 nè em. Hết luôn. Chốt cho em con quần này 50 ngàn đi. 86 quần. Quần legging nha mấy chế ơi. B85 size 80 cái cuối cùng cho chị Ngọc Hòa. Em có cái 130. Trai gái đều mang được ha. Rất là đẹp con quần legging. 50 ngàn kèm size giùm em 3. Dạ 3 5 3 4 5 6. 3 4 5 6 rồi có đủ luôn.
3456 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã B86 nha mấy chế ơi. B86 kèm size giùm em nhá. Size từ 20kg trở lên chốt cho em con quần leggings này. Trai gái đều mặc được nha mọi người. Cái này phối với áo thun cực kỳ xinh luôn. Bé mà bé nhỏ thì mình trai mặc được ha. Còn lớn tí xíu thì bỏ qua đi. Lớn tí xíu mấy đứa nó không chịu mặc cái phong cách này đâu mọi người. Rồi B86 size 130 chị Thảo Lưu. Rồi Thảo Lưu. Rồi có đơn luôn. Còn cái 3 nữa nè. 3 tới 6 hả em? Mã này tới 45kg nha mọi người. 45kg cho em rất là đẹp luôn con quần này. Rồi. 630 chị Trang Nguyễn Du My. Rồi hết 3. Chị Lê Ngọc. Hết 4 luôn. Còn rưỡi 6 em ơi. Còn rưỡi 6 nha mấy chị ơi. Tương tác bài viết giùm em nha mọi người. Con này chốt cho em là mã B. B87. Rồi bán 87 còn size nhiêu em? 80.000 B87. 87, 86 em còn 4,5 hả? Rưỡi 6 hả? Rưỡi 6 là 30 tới 45kg cho em nha mấy chị ơi. Rồi con này chốt cho em. Gộp với hôm nay đó mấy chị và tối hôm nay luôn đó nên là cố gắng chốt đơn giùm em nha. 86 em chỉ còn rưỡi 6 thôi mấy chị ơi, mấy size kia em hết hàng rồi nha mọi người. Con này chốt cho em là mã B80. B87. B87 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 87 em có size 80. 80 và size 101 kèm size nha mấy chị. Đứa nào có cục sạc iPhone ghim giùm chứ. Con này chốt cho em là B80. B87. Quần đó để chế lấy mặc một cái. Ủa, quần đó để chế lấy một cái. Và Lan mặc dư sức cái quần đó. B86 42kg chị Loan Châu. Loan Châu có đơn. Dạ em gộp đơn với hôm nay và tối nay như chị Thanh Huyền Hoàng ơi. Rồi 87 còn size 80 và 90 con quần chất đủ rất là dạ, đẹp. 80.000. À 80 và 101 em 87. Còn size 80 và size 101 giùm em 80.000 kèm size. 80.000 nha mấy chế ơi, 80.000. Ôi thay đổi không khí like tí xíu áo đi nè. B87 size 101 chị Gia Hân. Không. Ê, không áo không đi nè. Chế like cộng áo này đi. Size 101 chị Trần Thị Tố Yên. Ê, cái cọc áo nãy qua rồi mấy đứa. Còn cái 80 thôi mấy chế. Ấm nhôm luôn. Hồi nãy hình như ở dưới á mấy đứa. Chứ không phải ở trên đó đâu, ở dưới đất á. Cái này chốt cho em là mấy cái này. Quần coi dưới đất ở áo này. Áo này coi dưới đất đây có không? Mấy cái này có cái không? Cái này nè. Rồi rồi, like tới cái nào ấy đi. Rồi con này chốt cho em là B80. B88 80.000, thôi này mấy chị ơi, size 150. 80.000, B88 size 150. 87 em chỉ còn 80kg thôi mấy chị, 81kg thôi. Hà Trần có chưa? 87 hả? Chị Hà Trần ơi, mình có đơn nguy hiểm, cái nào cũng phải nói cho khách biết. Chị có đơn nguy hiểm nha em á, nên là chị cọc giùm em 100.000 hoặc là chị chuyển khoản ha. Em mới chốt đơn tiếp lại cho mình được nha chế ơi. À, thôi em không chốt đơn được cho chị nha chế ơi. Mình chuyển khoản hoặc là ok cọc giùm em nha. Tại vì em không hỗ trợ xả đơn á. Mà chị xả nhiều quá nên là em không chốt đơn tiếp được cho chị cọc hoặc là chị chuyển khoản đơn cho em là em chốt tiếp cho mình nha. Rồi. B88 650 chị bánh mì em. Rồi, tại vì em bán á là em bán hàng livestream, mọi người hiểu giùm em là em bán hàng livestream. Em chạy số lượng thôi chứ thật sự là em không có lời nhiều. Mọi người chọn like thì nhiều chị người ta chốt được, nhiều khi mình chốt được mà nhiều chị người ta không chốt được, nhiều khi mình chốt được mà mình xả ra vậy rất là tội cho em. Mấy chị chọn lần 10 cái mà mấy chị xả hết 7-8 cái đó. Hoặc là nửa đơn làm sao mà em xả được cho mọi người. Mọi người đi ra shop, mọi người thích xả bao nhiêu, mọi người thích chọn bao nhiêu cũng được hết. Mọi người thử chục cái, mọi người lấy một cái vẫn không sao. Tại vì shop người ta kê lên rất là cao. Còn em nhiều khi một cái mọi người nếu mà mọi người xả vậy là rất là tội cho em. Nên là mua hàng livestream mình cố gắng chọn mã nào mình thích giùm em và chọn kỹ giùm em. Đặc biệt là hàng sale mọi người ha, chọn kỹ giùm em nha mấy chế. Tại vì em không phải là em không cho mọi người xả đơn, em vẫn cho mấy chế xả đơn mà xả với số lượng ví dụ như mã này chị chọn sai rồi, của bé gái mà chị chọn cho bé trai rồi thì em ok vẫn xả đơn bình thường cho mọi người ha. Chứ cái này mới chơi chọn xả 10 cái mà xả hơn phân nửa đơn làm sao mà em xả được cho mọi người. Đúng không mọi người? Nên là cố gắng hiểu giùm em nha mấy chế. Rồi con này chốt cho em là mã B88. Cố gắng thông cảm giùm em nha mọi người. Rồi. Size 150 đó.
80.000. Chốt cho em 89 nè. Đọc được chưa? Chị gì đó? Bánh mì em có đơn ha. Rồi con này size 150 luôn. Sale nốt cho mấy chế 80.000 luôn. Chốt cho em mã này là mã B. B89 giùm em. Em là rất là dễ đó mọi người. Còn nhiều shop là không cho mọi người mua hàng, là em là mọi người ok chuyển khoản hoặc là cọc đơn cho em, là em bán lại cho mọi người auto luôn, từ A tới Z luôn. Em rất là dễ tại vì em rất là cần khách. Nên là em, chị nào mà ví dụ như mà có lỡ không nhận đơn hoặc là như thế nào, chuyển khoản cho em cái là em bán lại liền cho mọi người, chứ không có khó khăn gì hết cho mấy chế. Nhưng mà ráng cố gắng lưu ý chọn kỹ giùm em. Rồi con này chốt cho em là size 150, 30kg trở lên. Con này 80.000 kèm mã kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Mã kèm size nha, chị Lan Châu kèm mã kèm size đi chứ. Để em không chốt đơn được cho chị. B89 size 150 chị Mimi Nguyễn. Rồi mấy cái này em sale nó 80.000 hết. Cái này size 165 nè trời. Dạ, con này lớn hơn chứ. 155 và 165 ha, 90.000 con này. 90.000 nha mọi người, chất rất là đỉnh cho em luôn. Con này chốt cho em là B90. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn con này. Size 165 và size 155 nha mấy chế. Chất rất là đỉnh cho em, 90.000. Siêu đẹp luôn, cái màu và chất vải siêu nét ha. Cái này chốt cho em là B90 kèm size. B90 90.000 size 155 và 165. Trời ơi, mấy cái này váy nè mọi người. 90.000 luôn cho em, size 130. Váy này chốt cho em là size 130, 90.000, lớp mi kit. Lên kèm em size giữa B90 lại còn size 155 nha chị ơi. 155 là tầm khoảng 35kg trở lên đó mấy chế. B90 size 165 cho chị Mimi Nguyễn. Size 155 cho chị Xuân Phan. Rồi con này chốt cho em là B. B91. Đẹp lắm, cái đầm này siêu đẹp luôn á. Rồi cái này size 130 nè, 90.000. B91, 90.000 size 130. Ê cái này có mẫu gì vậy lại rồi. Coi chứ. Rồi cái này chốt cho em là 90. B92 90.000 nè, có cái size 160 nè. 160 và size nhiêu em? 160 và 170. 91 là 130 đẹp lắm mấy chế. Con này chốt cho em là B92. Cái đó là váy nha mấy chế. Chốt B91 lưu ý giùm em là váy nha. Con này B92 kèm size. Em có size 160 và size 170 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, 42kg trở lên. 40-42kg chốt cho em tới 50-55kg giùm em. Rất là đẹp, con áo siêu đẹp luôn. Rồi B92 kèm size. B91 size 130 chị Khương Lê. B92 90.000 size 160 và size 170. 90. Con này chốt cho em B93. B93 có không? B92 size 160 chị Nguyễn Thảo, size 170 chị Hiển Tây. Cái này size 100 là 80.000. Áo sơ mi ha, cho bé ha. Size 100 80.000 kèm size B90. B93. B93 80.000 size 100. Chốt cho em được rồi lại, được rồi lại. Chốt cho em con này là mã B90. B94 giùm em nha mấy chị ơi. B94 size 100 nè. B94 váy nha, 80.000 luôn cho mọi người, size 100. Váy nha mọi người, váy B94 là váy cho em nha, size 180.000. B93 size 100 cho chị Khương Lê. B94 80.000 size 100. Cái này áo sơ mi, áo form dáng dài nè cho bé gái nha mọi người. Cái này size 160, con này cỡ size cho bé 38 tới 42kg cho em. 38 tới 42kg size 160 nha mấy chế. Mặc form giấu quần cũng rất là ok luôn. Con này size cho mono cho mấy chế còn 80.000. 80.000 B90. B95 80.000 kèm size giùm em nha mọi người. B94 size 100 cho chị Cô Ca Võ. B95 80.000 size 160. Rồi. Chốt cho em tiếp con này size 130 nè. Cái váy này sale nốt cho mấy chế 80.000 luôn. Size 130. 80.000 size 130 giùm em. B90. B96. B96. B95 là size 160, còn B96 là size 130. Kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Chốt đơn kèm size nha mấy chế. B96 size 130. B96 80.000 size 130. B95. 38kg chị Cô Ca Võ. Chốt cho em con này là mã B90. B97 cái quần chất rất đẹp. Nó ở trên đó. Ừ. B96 size 130 chị Trần Phương Anh. B97 còn size nào em? Dạ 80 chứ. Size 80 thôi, 80.000 cho mọi người, cái quần chất rất là đẹp luôn. Con này chốt cho em là mã B90. B97 kèm size nha mấy chế. B97 kèm size 80.000 kèm size mẹ. B97 size 81kg rồi, đúng một size luôn, 80.000. Chất rất là đẹp luôn cho em, B97 kèm size. Rồi. B97 size 80 chị Minh Nhật. B98 cho em. Trai gái có đủ á chị. Con này chốt cho em B98, nó có một cái size 101 và size 1-2.5 kèm size giùm em. Cái quần này 90.000, trai gái đừng mang được ha. Dáng ngố nha mọi người, form rất là đẹp luôn. Có cọc áo nào không? Ừ. Tháo chế mấy cái coi, có chục cái đi. B97 11kg chị Danh.
cái đó nãy chị like rồi không đi chơi mình 97 87 chị không có hàng nhận không không có cái rồi con này chốt cho em là B90 B98 kèm size B97 em chỉ có 8-11kg thôi mới chết con này B98 có size 101, 102 và 150 1,2,5 chục ngàn chất rất là đỉnh luôn cho em coi dạng siêu nét luôn con này trai gái đều mang được ha 1,2,5 kèm size B98 size 101 chịu hình như size 150 chị Lâm Thảo cái áo này đông ơi ở trong đó còn sót thêm cái như gì á con này chốt cho em là mã B90 B99 rồi B99 con này hình nãy em bán nhiêu tiền mua nước bà đó chắc hết rồi hả còn hai chắc không có đâu B98 size 150 chị Nguyễn Tú á cái này Nguyễn còn cái size cái này hồi nãy em bán nhiêu trời quên là bán mấy chứ 70 ngàn đi nè cái này em còn sót cái duy nhất size 120 size 120 con này B99 size 120 chị không có B87 với chị Trần Nguyễn Khả Vy ơi Trần Nguyễn Khả Vy không có B87 B98 còn size nhiêu còn size 120 nha mấy chị em còn size 120 nha mấy chứ con này chốt cho em B99 size 120 kèm size giùm em 70 ngàn mọi người ơi bị ẩn comment lắm nên là mấy chế comment kèm icon để không bị sót đơn nha cả nhà ơi em còn size 120 chị nào comment size 120 chưa được thì comment lại giùm em B99 size 120 chị Ngọc Hòa 70 ngàn con này B100 70 ngàn nha mấy chế B170 ngàn kèm size giùm em cái này em có được rớt bà cái mạng nó ra cái này em có được cái size số 5 là tầm 11-13kg 11-13kg B100 B98 size 120 chị Trang Mai quần jean cam size 90 cảm ơn chế rất là nhiều luôn bà chế yêu nè bà chế thấy Hồ Nguyễn 70 ngàn con này chốt cho em là mã hồi tối tới M50 đi ha M50 giùm em đi mấy chế 70 ngàn M50 size 120 rất là đẹp cho bé gái M50 size 120 70 ngàn B113kg chị Xuân Phan thấy chị này chị Duyên Thảo Lý mà không thấy comment cái gì hết nè Duyên Thảo Lý thấy chế nè chế ờ Duyên Thảo Lý thấy bên trong nè mà em hết hàng rồi chứ con này M50 size 120 70 ngàn bé gái M51 cho em luôn mấy chị ơi M51 cho em nha màu xanh lá rất là đẹp luôn mà nó lên line nè hơi ngã vàng vàng hơi mã rêu rêu mấy chứ tại cái đèn lát cái ánh đèn lát của em á cái này chốt cho em là ta size 80 con này sale nốt cho mấy chứ 70 ngàn luôn đi 70 ngàn luôn em ơi size 80 M50 size 120 chị bánh mì em trai gái đều mang được 70 ngàn size 80 nè M51 70 ngàn size 80 cái này size cho bé 10 cái màu xanh ở ngoài nó đẹp hơn á lên line nó hơi ngã tí vàng vàng và cái màu ở ngoài nó tươi hơn rất là nhiều cái màu này là xanh ngọc hay xanh gì mấy đứa không biết xanh gì luôn mấy chế mà đẹp lắm màu ở ngoài đẹp hơn trên line đảm bảo rồi con này chốt cho em là M52 11-13kg M52 M51 size 80 chị Trần Phương Anh 70 ngàn luôn á mấy cái đó 70 ngàn đồng giá M52 70 ngàn size 90 con này chốt cho em là mã M53 size 130 M53 20-25kg M53 M53 giùm em nha mấy chị ơi M53 M52 là size 90 nha mấy chị ơi 11-13kg cái đó mặc được á mấy chị cái đó form size số 11-13kg tầm size 90-95 sau khi qua lên kèm em size của bé mình nha chứ ơi kèm mã kèm size không biết có quần jean dài để sale không nữa mấy chứ ơi hàng sale nó cột nè giờ nó cột chồng lên vậy có cái này em like cái đó cho mấy chế ha thôi Samba 70 ngàn luôn nè em M52 size 90 chị sao kêu 70 ngàn không nè rồi cái này chốt cho em M50 M54 M53 là size 130 M54 là size cái này màu ngoài đẹp lắm xanh lá mà cái màu nó mướt lắm lên line nó hơi ngã về vàng vàng và rêu rêu mọi người cái này chốt cho em là size cỡ size 16-18kg 16-18kg tầm size 101 á nhưng mà 18kg mặc được ha cái này chốt cho em là M54 M53 là em có size 130 nha chị Phương Anh thôi không có size 90 chứ cái đó size 130 M54 70 ngàn size 101 rồi con này chốt cho em là M55 60 ngàn M55 60 ngàn size tầm size 100 13-15kg 13-15kg M55 cho em M54 17kg chị Hồ Hoàng Mỹ Hạnh M55 60 ngàn size 100 con này chốt cho em là M50 M56 70 ngàn M56 M56 70 ngàn giùm em nha mấy chị ơi M56 70 ngàn size 101 M56 trai gái đều mang được chất rất là đỉnh cho em 70 ngàn size 101
Hoa 53 size 103 chị Thảo Lưu. Hoa 56, hoa 55 kèm giúp em size nha mấy chú. Còn lên kèm mã em không biết size nào thì mới chết nha. Lên kèm mã kèm size đi trời ơi, bà Hiền Tây nè, bà Trần Tố Uyên mấy bà không có chốt kèm size là em bỏ qua comment đó mới chế, nên là chốt mặc dù là em lên số cân rồi nhưng mà mọi người cũng xác nhận lại cho em cái số cân luôn để tránh trường hợp, tại vì em like hàng sale tránh trường hợp nó bị lộn size nha mọi người. M 56 size nhóm mới chị Lâm Thị Mỹ Hạnh. M 55 mới chế lên kèm lại size giùm em 11 tới 13 kg ha. M 56 á. Dương Thanh Vân nè, trời ơi mấy bà chế ơi. Kèm mã kèm size giùm em. M 55 size 100 chị Trần Thị Tố Yên. Rồi chốt cho em con này là mã M 50. M 57 giùm em. M 57 80.000 nè, cái quần này em còn size 80. Dạ 80. Quá đẹp. 80 và size 101 M50. M57 80 và size 101 80.000. Nè, em toàn là lẻ cái thôi đó mấy chế. Chốt cho em con này là mã M57. 80 và 101 kèm size giùm em M57. 8 tới 11 kg và 15 tới 17 kg. Con này chốt cho em là mã M58. Quá đẹp luôn cái quần này, phối với cái áo. Cái áo mấy chế có mua cái áo nào màu xanh xanh phối vô rất là xinh luôn đó mọi người. Hàng lắm luôn á. Không, màu mà nó xanh cỡ này nè, phối vô đẹp lắm. Đây em có là phối lần cho anh Khải. Rồi con này chốt cho em là mã M50. M58 là cái áo này. M57 size 101 chị Duyên Thảo Lý. Rồi hết 101 và còn 80 thôi em. Con này M58 70.000 size 80. M58 70.000 size 80. Mọi người kèm số cân đi mấy chế, hoặc là kèm size giùm em nhá. Mấy chị biết size thì mọi người kèm size, còn không biết size thì kèm số cân, em sẽ lấy size chính xác cho mọi người. Con này chốt cho em M58 size 80 nè, 70.000. Đẹp lắm cái áo đó, chất siêu đẹp luôn. M58 size 90 chị Hà Trâm. Không, 80 em. Size 80 nha Hà Trâm ơi. Con này chốt cho em là mã M. M59 giùm em. Hà Trâm lấy không? Hà Trâm lấy đúng không chế? Rồi, size 80 đó em. Rồi sửa lại, đọc lại đi em, Hà Trâm có size 80. M58 size 80 chị Hà Trâm. 59 cho em nha mấy chế, 80.000 59. 59. 59 size 80 và size nhiêu em? Dạ 90 chứ. 80 và 90 10 tới 12 kg cho em. Con này chốt cho em là mã M59. M59 kèm size. M59 kèm size giùm em nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn con này, chất siêu đỉnh cho em. M59 cho em nha mấy chế. Chất rất là đẹp, M59 kèm size. 80-90 kèm size giùm em. M59 size 80 chị Duyên Thảo Lý. Rồi con này chốt cho em là mã M60. M60 còn cái quần siêu đẹp luôn mọi người. Em có size 80 và size nhiêu? Nãy chế thấy 1 cái. M59 size 90 chị Julie. Dạ 101 80 và 101 2 size ha. Con này 95.000 cho em. 95.000 chốt cho em là mã M59. M60 sorry mấy chế, M60 giùm em nha. M60 kèm size nha mấy chế ơi. M60 kèm size, em có size 80 và size 101. 80 và size 101 kèm size giùm em. M60 95.000. M60 size 101 chị Lâm Thị Mỹ Hạnh. Size 80 chị Phương Nguyễn. Còn cái 101 cuối cùng. Chốt cho em mã này là M61 90.000 luôn. Quá đẹp, chất siêu đỉnh luôn. Cái này em có size 102 và size. Đúng rồi, 726. 2 và 4 kèm size giùm em. M60 size 101 chị Mai Lý Ngọc. Size 102 và size 104 kèm size nha mấy chị ơi. Con quần này 90.000. Size 102 và size 104 chốt cho em là mã M. M61 90.000 ha. Chất rất là đỉnh luôn cho em. Con này co giãn nè mấy bà ơi, chất đẹp lắm nha. Tuy là mọi người mua hàng sale giá sập sàn nhưng mà em bao mọi người luôn, đi ra ngoài thị trường kiếm không có, không có giá này. Và chất rất là đẹp cho em luôn nha mọi người. Rồi cái này em có size 102 và size 2 và 4 mặc rất là thoải mái luôn, tại vì cái độ co giãn nè. M61 size 102 chị Tâm Nguyễn, size 104 chị Phương Nguyễn. Rồi cái này 80kg một cái và size. Cái này size chắc nó hơi nhỏ hơn chút xíu á. Coi chế cái size lớn lớn nè. Cái này size cho mấy chế 80.000 luôn, con jean này hốt liền nha mấy chế. Cái này em có size 80kg nè bé gái. Quá đẹp luôn, chất rất là đẹp. 120 mà cái form này chắc cỡ tới 15kg thôi, hình như em nhớ mại mại. 14kg thôi. Kèm số cân đi mấy chế. Cái này cỡ 13-14kg. Cái size 80kg nè. Với cái size cỡ 13kg thôi à. Con này chốt cho em 80.000 cái quần jean này.
M62 89kg 2 cái nè, 89-10kg 2 cái, một cái size cho bé 12-13kg 1 cái, rất là đẹp luôn. 80.000 sale note cái quần jean này cho mọi người ha, rất là dễ thương cho bé gái. 80.000 mê chất nhà chị Trân. Cảm ơn chị Thí Hậu Nguyễn. M62 cho em đi mới chết. 89-10kg 2 cái và em có size 12-13kg. Tại vì cái form nó hơi nhỏ nên là cái size đó size 120 nhưng mà cái form nó nhỏ lắm. Nên là chốt kèm size giùm em. M62 M62 size 80 chị Thúy Nguyễn. Rồi. 13kg chị Xuân Phan. Rồi còn cái 89kg nè em. Còn cái size 80 nè. 8kg cái quần chị Su Jim. Rồi 80.000 luôn, cái quần này quá đẹp luôn á. Chốt đẹp lắm, size 90 và size dạ, vàng 100. 90 vàng sang 100. 10kg tới size 14kg cho em. Con này chốt cho em là M63 nha mấy chị ơi. M63 80.000 cho em nha mấy chế. M63 80.000. Size 90 và size 100 M63. 90 và size 100 giùm em M63. M63. Dạ có size cho bé 19kg thì chị thu hàng ngôi chờ xíu lên đi chị ơi. Cái quần này tại vì lộn xộn mấy chế, nó sale em lẻ cái á, nên là nó tùm lum size hết. Gán chọn gán coi giùm em nha mấy chế yêu. M63 size 100 chị Khương Lê. M63 em có cái 10-12kg nữa, còn cái 90. Rồi con này M64 nè em. Quá đẹp. M64 cho bé gái cho em nha. Cái này size cho bé cỡ 80kg, 89kg nè mọi người. 80.000 cho mọi người, cái quần chất siêu đẹp. Chất mỏng nha mấy chế, và ống hơi lê nhẹ. Rất là đẹp luôn. Con này phối với áo thun hoặc áo kiểu cho bé rất là xinh. Con này chốt cho em là M64 80.000 size 80kg. Cỡ 89kg, 80kg mọi người. Bé gầy gầy mặt rất là xinh luôn á. M64 10.5kg không được đâu em. 8-9-10 thôi à. Size 80 không được 10.5 luôn. Đó size. Cái size nó hơi, cái đó mặc cái form nó hơi suông suông á, mấy cái nhỏ nhỏ không ơn. Em chỉ còn size 80 thôi. M60 M64 M63 còn cái size em còn 90 thôi mấy chết. M63 em chỉ còn 10-12kg thôi. Chị nào chưa được M63 comment lại giùm em. Còn M64 là em còn size 80kg thôi. Chỉ 80kg thôi, 11kg cũng không ăn được luôn. M64 10kg chị cô ca vỏ. Cái quần này đẹp lắm nè. Chị chứ có cái nào size lớn không? Khải không? 90 và 120. Khải mà không được. Cái này còn size 90 và 120. Quá đẹp. 64 còn cái nữa kìa em, chị coi ca vỏ có chưa? Cô ca vỏ có rồi đó, M64 nha chê. M64 10kg chị Thương Minh. Rồi Thương Minh có đơn, con này M65. Chất rất đẹp, trai gái đều mang được, chất nó mềm kinh khủng, 90.000 cho em. Xuất sắc, size 90 và size 120, đẹp lắm. Trai và gái đều mang được chất mỏng nha mọi người. Chất cầm lên là nó mềm, sờ nó thích dã man. Xe quá rẻ luôn, hốt đi mấy chế. Mấy cái này lẻ sai em để em cũng không làm gì, để là đóng vải nên là phải lôi ra em sale nốt cho mọi người luôn. Cái này có được có 2-3 size mà đợt này sao cái chồng này nó dính vô size nhỏ không à. Nên mấy chị size nhỏ hôm nay ráng chọn nha, rồi để tối tối em soạn size lớn lớn sale cho mọi người tiếp. M65 size 120 chị Lâm Thị Mỹ Hằng. 12kg chị Quỳnh Ly. Rồi còn cái cuối cùng, cái này mà chị nào thích đó thì đầu hồi hàng em mới về là hốt. Tới đợt này là chỉ còn hàng 1-2 cái thôi à. Đẹp lắm. M65 12kg cái quần cho chị Thúy Nguyễn. Rồi con này M66 cho em cái quần jean này. 110.000 cái quần này, size 101 nè. Quá đẹp. 1 và 3 kèm size nha. Dáng này cỡ lỡ lỡ 9 phân, 90 phân nha mấy chế. Săn cái line quần lên đẹp lắm. 1 và 3 kèm size giùm em 110.000. 110.000. Con này tùm lum size hết chỗ rồi. Khách mới lên cho em cái số điện thoại đi mấy chế. Khách mới kèm số điện thoại mới được chốt đơn nha. Nhiều bà comment hoài, comment từ đầu like tới cuối like mà không kèm số điện thoại là em không chốt đơn được cho mấy chế đâu mấy bà ơi. M66 size 101 chị Siêu Dân. Size 103 chị Tâm Nguyễn. Rồi chốt cho em con này là mã M60. M67 quá đẹp. Cái màu ở ngoài đẹp hơn màu trên like luôn mấy chế. Cái này là 80.000 size 102. 80.000 size 120, cái này cỡ 4 tủ mặt thôi nha mấy chế. Tại vì cái này cái form size nhí. Cái này chốt cho em từ size nhiêu ta. Cái này cỡ 17kg đi, 17-18-19kg 4 tủ cho em nha. Đẹp lắm cái này, form rất là đỉnh luôn. Rồi 80.000 size 120. M66 em hết hàng nha mấy chị, qua M67 giúp em nha.
M67 80.000 size 120, rồi con này M60. M68 cái màu ngoài nó không có vàng vàng gì đâu mọi người, cái màu ngoài nó tươi hơn tại vì cái ánh đèn lát của em với lại cái tường. Con này 80kg nè, 70.000 luôn. 80kg 70.000, trai gái đều mang được, rất là hàng. Cái màu ngoài siêu đẹp, em đảm bảo mọi người nhận hàng cái màu thích liền luôn. M67 size 120 chị Trần Thu Trang. M68 là 80 size 80 70.000. M69 cho em luôn. M69 ha. 80.000 size 101. 15 tới 17 kg chốt cho em con này M69 80.000. M68 size 80 chị Duyên Thảo Lý. Em hết quần bò rồi mấy chết. Mấy cái này lẻ cái thôi mấy chị ơi. Rồi chốt cho em con này là mã M. M70 M69 là 80.000 size 101 của em. M70 giùm em. Size 80. Rồi 80.000 sale nốt cái quần jean này cho mọi người. 80.000 chị nào hồi tối có chốt được rồi đừng chốt nữa nha mấy chế. M69 size 101 chị Trần Phương Anh. M68 hết rồi mấy chị ơi. M69 em hết rồi nha mấy chế ơi. M70 nè, 80.000 trai gái đều mang được cái quần jean rất là đẹp, lớp make-up ha, chất rất là mềm cho em. 80.000 chị nào chưa có thì comment lại giùm em. Chỉ có size nhỏ thôi, em sale banh nóc nhà luôn. Lỗ vốn luôn á, mấy cái này không có bao giờ mà mọi người mua được dưới giá 100.000 hết, thật sự luôn. Rồi con này chốt cho em là mã M70 kèm size, M80 hả? M70 kèm size rồi. 70 kèm size cho em. M71 80.000. M71 80.000 size 80 luôn nè. Quá đẹp. M70 size 80 chị Minh Nhật. M71 cho em nha mấy chế ơi, M71 cho em. M71 80.000 size 80. M71 80.000 size 80 đẹp lắm. À, cái áo bờ nãy còn hàng không mấy đứa, hình như hết rồi phải không? Cái áo bờ màu xanh nó hết hàng rồi. M70 size 80 Minh Nhật có đơn rồi kìa. 10,5 kg đổ phụ có đơn chưa? Đơn nó mụn. Không được. Chị Minh Phượng bé nhà chị 1 tuổi không chứ? M71 size 80 chị Trần Thị Tố Yên. Rồi con này M72 80.000 luôn nè em. Size 101. Size 101, size 101 kèm size giùm em, quá đẹp luôn. Con này cái màu hồng này bé trai mặc vẫn được nha mọi người. Trai gái đều mang được, trai mặc hơi bị nét luôn, cái màu rất là đẹp. Con này chốt cho em là mã M70. M72 80.000, M72 size 101. M73 giùm em. M72 size 101 chị Hà Trâm. M73 90.000 size 80 và size dạ 80. Rồi 80.000 luôn đi em. Size 80 thôi, 81kg cho em nha mấy chế. 81kg cho em, con này chốt cho em là mã M70. M73 80.000. M73 80.000. M73 80.000. Quá đẹp luôn. Quần này chất rất là đỉnh cho em nha mọi người, coi giãn nè mấy chế. Chất siêu đẹp luôn. M73 kèm size. Rồi M74 luôn. Cái quần này 90.000 cho mọi người. Quần dáng lỡ nha mấy chế, săn cái la quần lên cực kỳ nét. Chất đẹp lắm. 90.000 má ơi. Con này size 101 nè mấy chế. Dạ 101 và 150. 1 và rưỡi kèm size nha. Trời hốt con này đi basic, trai gái đều mang được. Dáng baggy nha mọi người. Dáng quần phong baggy và phối với ngàn cái áo đều được. Rất là đẹp luôn. Con này chốt cho em là mã M70. M74. Mọi chị đang xem cho em xin một nút like, một share của mọi người để không bị ẩn comment nha mấy chế. M73 size 80 chị Trần Ngọc. Size 80 chị Trần Châu. Rồi. M70 chốt cho em con này là mã M70. M75 cái màu ở ngoài nó không có ánh vàng vậy đâu mọi người, ở màu ở ngoài nó màu đẹp lắm. Nó la lá hơn, đẹp lắm mọi người. Mấy chị ơi lên kèm cho em số cân cho mấy chị ơi, màu phụ kèm em số cân nha, còn size 101 thì mấy chị ơi. M74 size 150 chị Phương Nguyễn. Trời ơi Thu Phan nè chế ơi, Thu Phan lên kèm số cân đi chế. Mấy chị khách kèm mã kèm số cân, không kèm số cân em lướt qua đó mọi người ơi, nên là kèm số cân giùm em nha, hoặc là kèm size nha mấy bà. Hôm nay không có bán túi đâu chứ, túi để bữa nào em soạn ra em like cho mọi người sau ha. Rồi M74 có cái 101 kìa, trời mấy bà 101 đâu rồi, cái quần đó đẹp lắm. Dáng bất ghi á, đơn giản trai gái đều mang được. Con này chốt cho em là mã M70. M75. M74 16kg chị Thu Phan. M75 70.000, cái chất không đẹp em không lấy tiền mọi người luôn. Chất rất là đỉnh. Cái này em có size 80. Dạ 80-90. 80-90 10-12kg. M75 giùm em. 80-90 chất siêu đẹp, trai gái đều mang được và form cực kỳ hàng luôn. Mấy này phối với áo thun, sơ mi đóng thùng nhẹ bên.
mang thêm đôi giày, thêm cái túi nó đủ xinh. Con này chốt cho em M75 kèm size. M75 70.000, cái màu ngoài đẹp hơn, nó không có ánh vàng gì đâu mọi người, cái ánh nó lá lá đẹp hơn. M75 kèm size giùm em. M75 11 kg chị, hiền tay. Hiền tay có đơn. M75 kèm size. Có 80 đó em. Trần Phương Anh có chưa? Số 80 chị Trần Phương Anh. Rồi, còn cái 80 cuối cùng. Con này chốt cho em là mã M70. M76 còn size nhiều mới đưa. 101% nè. Rồi cái quần này 90.000, M76. Chất rất là đỉnh luôn cho em, rất là mướt, nhẹ, dễ mang, dễ mặc, dễ phối đồ. Cái quần trắng này lúc nào cũng phải có trong tủ cái. Con này chốt cho em là mã M76 sang 100 và size 101. M75 size 80 cái quần này chị Thu Phan. Cái này có nên lấy trong sàn cái không ta? Đẹp quá. M76 size 101 chị Khương Lê. Size 100 chị Tiền Nguyễn. Rồi còn cái 101. M76 lên kèm em số cưng đi mấy chị ơi. Em còn cái 101, ê cái set bộ đó tháo ra chế luôn đi làm. Nó nằm trong góc đó làm. Hả? Chồng set không đó hả? Ở tối like đi. M76 xin mối chị Trần Phương Anh. Rồi con này chốt cho em là mã M70. M77 60.000. Sao nhiêu em? M77 60.000. Lấy cái đó xuống lại. Ở đây con cái này là. Con này chốt cho em size 130 và size 60.000 nè em ơi. Size 130 hình như 101, 120 và 130. 2 và 3 60.000 kèm size mà em. Size 120 và 130 cái quần chất nhẹ lắm mấy chứ, chất rất là đẹp luôn. Chốt cho em là mã M70. M77 rồi, M77 chốt đơn. M78 này size nhiêu? 90.000. M77 19 kg chị Huỳnh Thu Dung. Size 130 chị Hoàng Ngân. Rồi, hết. 90.000 kèm size mà em, con này 8 9 10 11 kg cho em ha. Cái lưng này 11kg mặc được. Rồi con này chốt em 81kg form suông rất là đỉnh luôn. Cái này phối với áo thun còn gì bằng. Chốt rất là đẹp, 90.000 kèm size mà em. Chốt cho em con này là mã M70. M78 kèm size nha mấy chế ơi, cắt tóc luôn mấy chế ơi, lên đơn. Tối nay em like tiếp nha mọi người, chị nào chưa chốt được tối nay nhớ lên săn tiếp nha. Rồi con này chốt cho em là mã M78. Hôm nay thứ bảy em like, chủ nhật bên em off và thứ hai là em chốt hàng cho mọi người. Rồi chủ nhật mấy chế có vấn đề về đơn, nhớ giùm em là khoảng chiều hãy comment, hãy inbox cho em nha mọi người. Chiều hãy inbox, hoặc là mọi người có gọi điện thì inbox đi mọi người. Chiều hãy inbox cho em, mọi người inbox buổi sáng á, sau 1 giờ inbox cho em đi, tại vì mọi người inbox buổi sáng là cái tin nhắn em qua thứ hai em trả lời cho mọi người không được, sau 24 giờ là không trả lời được. Nên là mọi người có inbox gì cho em hoặc là có gọi điện gì cho em thì gọi thì để thứ hai mấy đứa vô nó sẽ gọi lại cho mấy chị ha. M78 11kg chị Danh. Hoặc là thứ hai mọi người liên hệ lại đi, tại vì chủ nhật bên em off hết hệ thống, không có check đơn được cho mọi người, với lại không có trực hotline á. Rồi chốt cho em con này. Rồi 8 tới 11kg. Có khi chốt đơn 2 giờ sáng, đúng rồi, giờ đấy em còn thức cái em gửi tin nhắn. 178 em chỉ có size 80 thôi nha chị, ngoài em đinh ơi. 80 nè mấy chế ơi, rồi 90.000. 90.000 M78 size 80. 29kg mặc size 140 á chế Ngọc Ánh. Chốt cho em tiếp con này là mã M70. M79 90.000 hả? Form 567 phân nè mấy chế ơi, rất là đẹp luôn. Cái này size 100, quá đẹp. 100 và 120 màu xanh pastel rất là đẹp ha. Cái màu này nó ánh hơi vàng hay xanh pastel quá đẹp lắm. Màu y chang luôn trên line luôn. Con này chốt cho em là mã M79 kèm size. M79 kèm size giùm em. Em có size 100 và size 122 kèm size giùm em nha. Rất là đẹp, 90.000. 90.000 giùm em nha mấy chị. Cho gái đừng mang được ha. Dáng ngố. Tiếp cho em con này là mã M80 cái quần quá đẹp. 12kg mặc size 90 hoặc 100. Nếu bé chị cao chị mặc size 100 nha chế. Giống như A Khải nhà em có 12-13kg à. Cỡ lúc 10-12kg em vẫn mặc size 100 cho A Khải. Còn nếu như mà chế muốn thích mặc vừa vặn luôn thì mặc size 90 là đẹp. Tùy theo bé nha, mấy chế cao hả? Cao thì 12kg mặc size 100. M78 10kg chị Ngô Quỳnh. M79 size 120 chị Tâm Nguyễn. Rồi còn cái size 100 nữa. M80 size 120 và size rồi 90.000. M80 size 120 hết, rất là đẹp luôn. Con quần chất rất là đỉnh. Cái quần này không đẹp không lấy tiền mọi người luôn á.
chất rất là đẹp luôn, phải nói là rất là xuất sắc. Con này M80 size 2. Còn M80 size 2 chị Kim Trọng. Còn cái nữa. Rồi cái quần này cái cùng chị Mai Hương ở Quảng Châu. Cái quần này nãy em sale còn 80.000, nãy giờ còn cái 101, nhưng mà form này cỡ 100 thôi mấy chứ. Ôi. Form cỡ 100 thôi nha cả nhà ơi. Cái này cỡ 13, 14, 15 kg mặc. 13, 14, 15 kg mặc, cái dáng loe nhẹ cho bé gái nha, rất là xinh. 80.000 lên kèm số cân giùm em. Lên kèm số cân nha mấy chị. 13, 14, 15 kg mặc cho em ha. Chất rất là đẹp, rất là nhẹ luôn. Cái quần này 80.000 mà. 179 là mình có size 2 rồi chị Tâm Nguyễn. Ủa cưng là size nhiêu vậy? Dạ 102 luôn. Ừ, cái này em có tới size 16 kg nha mấy chị. 100 và 101 thôi. Cái này size 101 và 102 lùi xuống một size giùm em nha. M81 13 kg chị Thúy Nguyễn. Rồi Thúy Nguyễn đây nè em. Còn cái 101. Rồi chốt cho em con này là M. M82 90.000. Quần chất rất là đỉnh luôn. M82 90.000 em có size 100 và size. Dạ 100 và 102. 100 và 102 chất siêu đẹp luôn nha mấy chị. 100 và 102. M81 16 kg chị Trần Phương Anh. À, con chị mới 89 tháng 10 kg 80 mặc cũng được ha. Dạ. Rồi cái này có size 100 và size 102 90.000, cái quần chất rất là đẹp. Con này chốt cho em là mã M80. M82 giùm em nha mấy chị ơi, M82. M82 size 102 chị Minh Nhật. Cái quần cái màu ở ngoài nó không có ánh vàng nha mọi người, ánh xanh nó đẹp lắm mà lên like. Ô tu ánh vàng, cái đèn lát của em. Không có mở cái đèn thì nó tới hù khó like. Mà mở cái đèn thì riêng màu xanh thôi, những màu khác bình thường. Riêng màu xanh nó hơi ánh vàng tí xíu. Nó hơi ngã bị rêu. 2,5 cao bao nhiêu vậy chị ơi? Có nhiều bé gái á, gầy gầy nhỏ nhỏ con. M82 size 100 chị Xuân Phan. Rồi con này M83 85.000 hay sao á, quên mất bài bán giá nhiêu rồi chứ ơi. 85.000 nốt luôn đi, cái này của chế 101 nè. Cho bé gái nha. Chất rất là đẹp luôn cái quần này. Chất siêu đẹp. Em có size 101 và size 102 kèm size giùm em. 101 và 102 chị Bảo Ngọc lên kèm chiều cao giùm em đi chứ. Bé 11 kg mặc cao bao nhiêu chứ? Cỡ cao cỡ 90 không chứ? Bé nếu mà bé cao hơn, cao cỡ 90 trở lên thì mình mặc size 100 ha, tại vì bé cao. Còn nếu mà dưới 90 thì mình mặc to 90 là đẹp rồi chứ. Size 100 nhiều cái nó hơi rộng. Rồi 83 16 kg chị Khao, Khả Hân. Rồi Khả Hân 85.000 cái màu ngoài đẹp lắm. M83 cái màu siêu đẹp luôn, còn cái 102 đúng không em? Chốt cho em cái quần này 70.000 nè, còn size nhiêu? Cái lưng này màu xanh nha mấy chị. 80-90. Rồi 70.000 ha, cái lưng ngoài màu xanh. Nó không phải ngã rêu gì đâu. Con này chốt cho em là 80. 84. Dạ mình mặc size 90 là đẹp cho chị Bảo Ngọc ơi. 90 đi chứ. Rồi con này 84 giùm em. 84 70.000. Quần chất siêu nhẹ, chất siêu đẹp luôn. 8-12 kg cho em. 8-12 kg giùm em nha mấy chị ơi. Cái chất siêu đẹp luôn. 8-12 kg kèm size. 84 70.000. 83 em còn cái 102 đó mấy chị. M84 size 90 chị Mai Hạnh. Rồi em còn 80. Con này chốt cho em là mã M. M85 90.000 cái quần form rất là đẹp và siêu hàng luôn mọi người ơi. Đẹp lắm, cái quần nhức nách luôn. Con này chốt cho em là mã M80. Size 80 và size. Dạ 80 và 90. 80 và size 90 giùm em. Con này chốt cho em tới 13 kg luôn nha mọi người, rất là đẹp. Cái quần form siêu đỉnh, trai và gái đều mang được, rất là hàng luôn. Cái màu ở ngoài rất là xinh. Trời ơi, màu quá đẹp luôn. Con này chốt cho em là M85 size 80 90 kèm size, kèm số cân giùm em. Rồi. Chốt đơn. M85 có size 91 thì chị Thương Lê ơi. Rồi chốt cho em con quần này. M86 50.000. M85 size 90 chị Phương Anh. M86 em sale nốt 50.000 cho mọi người ha. Còn size nhiêu ta? Dạ còn size 80-101. 80-101 rồi. Chị Linh Hoàng ơi, khách mới kèm thêm em số điện thoại có chút đơn nha chị ơi. M85 12 kg chị Lê Đình Nguyên Trang. Rồi em còn cái 81 kg đó mấy chị. M85 em còn 81 kg ha. Rồi con này chốt cho em là mã M86. M86 giùm em 50.000, size 80 tới 12 kg kèm size mềm. M86 80 90 kèm size. Dạ 80-101. À 80-101 hả? M86 giùm em. Linh Hoàng kèm số điện thoại đi chứ em mới chốt đơn được cho chế yêu nha. Rồi con này chốt cho em là mã M86 size 80 kg và 15 tới 17 kg kèm size 50.000.
Bờ 86 xe mó chị Thu Hằng. Rồi quần này chất này em sale hết cho mấy chế còn 90 ngàn luôn. Chốt cho em con màu này trước đi. Rồi cái quần này chất đẹp. Mờ 85 size 80 chị Linh Hoàng. Rồi. Chốt cho em con này là mã M80. M87. M87 giùm em. M87 còn size nhiêu em? M86 em còn size 80. M87 em còn size 80 thôi. M86 50 ngàn em còn 80 kg. Còn con này là M87 em có size 80 kg. 80-11 kg. Rất là đẹp luôn. Con quần siêu đẹp 90 ngàn. M87 90 ngàn. Linh Hoàng có rồi đó chứ. Con này M87 90 ngàn kèm size mà em. Chất rất là đỉnh luôn nha mọi người ơi. 90 ngàn. M87 kèm size nha mấy chế ơi. M87 nè. M88. M88 là màu trắng. M88 là có size gì em? Dạ size 100. 80/100 là M88. M88 có size 80/100 90 ngàn luôn. M87 và M88 hả? Ừ, 3 cái em. M87, size 80 chị Minh Nhật. Size 80 chị Mai Hạnh. Rồi còn cái nữa 80 cuối cùng. Con này chốt cho em là M88. Size 80 và size 100. M88 size 80 và size 100 90 ngàn. M87 11 kg. Cái cuối cùng là chị Danh Danh. Chốt cho em M89. Rồi M89 giùm em. M89 size 80 và size? Dạ 80 và 100. Rồi 80 và size 100 90 ngàn luôn. Cái chân váy này nốt cho mọi người. M88 còn size 80. M88 size 100 chị Thúy Nguyễn. M88 em hết size 100 rồi nha mấy chứ ơi. Em hết size 100 rồi, em chỉ còn size 80 thôi. M88 là màu trắng đó mọi người. Con này chốt cho em là mã M89. M89 giùm em. Cái này nãy chứ nói nhiêu quên là 90 ngàn. Size 80 và size? Dạ 80 và 100. 80 và size 100 chân váy nha mọi người. M89 em có size 80 và size 100 kèm size mà em nhé. Rất là đẹp. M89 10,5kg cho chị Đỗ Phượng. M87 em hết hàng rồi nha chị Vivi Hoài Thu. Em còn M88 màu trắng nha chứ ơi. Em còn màu trắng thôi chứ. Hình như hồi tối chị có chốt chưa chứ yêu. Màu trắng hình như hồi tối chốt rồi hay sao á. M89 size 80 chị Quyên Nguyễn. Còn cái 100 đó em. Rồi chốt cho em con này là mã M90. 85 ngàn. Cái quần này sale nốt cho nó chế luôn. 85 hay 90 ngàn quên mất bà nó rồi. 85 ngàn đi. Rồi M90 size nhiêu em? Dạ 90 luôn. 80, 90, 10 tới 13 kỹ kèm size dùm em. Con này chốt cho em là mã M80. M90 dùm em nha. M89 size 100 cái quần cho chị Tâm Nguyễn. May da lê thấy nè chế ơi. Kèm icon đi chế để không bị ẩn nha. Rồi con này chốt cho em là mã M90 kèm size. Size 80 và size 90 nha. Từ size cho bé 8kg tới 13kg kèm size M90. M90 size 90 chị Bảo Ngọc. Rồi còn cái 80 và cái 90 là hết luôn em. Con này chốt cho em là mã M91 kèm size. M91 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. M89 em hết hàng rồi nha chị Xuân Phan ơi. M91 kèm size. M90 là còn 80 và 90. Còn này M91 90 ngàn. Là size nhiêu? 101. Dạ, size. Rồi 15 tới 17kg cho em. Con này chốt cho em là mã M91. M90 thấy không? Bảo Ngọc thấy không? Có rồi chứ. Bảo Ngọc có rồi nha chị. Rồi con này M91 kèm size. M91 90 ngàn. 15 tới 17kg kèm size em. Quá đẹp luôn. Chất rất là đỉnh luôn cho em ha. M91 em muốn size 102 nha chị Mai Hương ơi. Đồ Vĩnh Châu ơi. Rồi con này chốt cho em là mã M90. M92 dùm cho em 90 ngàn luôn nè. Cái này em có size cho 80 và size? Dạ 80-90. 80-90 ha. 80-90 cho em. Con này chốt cho em là mã M92. M91 17kg chị Mai Hương ở đồ Quảng Châu. Rồi còn cái nữa. Còn cái size 101 nữa. Con này chốt cho em là mã M92 nha mấy chế. M92 kèm size dùm em. Có size cho bé 8-10-12-13kg dùm em. 90 ngàn luôn. Cái quần chất rất là đỉnh luôn. 90 ngàn kèm size em M92. M93 70 ngàn dùm em. M93 70 ngàn tầm size 90 nhưng mà form nó 13kg mặc được. 11-13kg M93. M93 kèm size em đưa chế cái quần kem sọc ơi. M92 size 90 đưa chế lại. Nguyễn. Với lại cái quần xanh nó lại đi. Quần xanh, quần xanh. M92 chỉ còn size 8 cục có 10kg thôi nha mấy chị ơi. Em hết size 90 rồi nha. Rồi, con này là M93. M93 size... size 5 á, size 90 á. 11 10kg cũng mặc được á, mấy chứ. 11 đi, 11 tới 13kg mặc đẹp hơn.
11, 13 kg M90. M93. Tầm size 90 đó mấy chị. 70.000 đúng rồi. M93 size 90 chị Sang Phạm. Hình như cái này nãy em bán cho mọi người là 90.000 hay sao nè. Con này chốt cho em là mã M90. M94. Ê, lấy cho chế cái áo vịt màu xanh đi, 95 và 96, cái vịt màu xanh đó lại. Ừ. Con này chốt cho em là mã M90. M94 90.000. M94 90.000 nha, cái quần chốt jean siêu đẹp luôn, 8 tới 11 kg nha mọi người. 8 tới 11 kg M94 giùm em, chỉ còn size 80 duy nhất, một size duy nhất. M94. Tiếp cho em con này là M95. M95. M95 là 85.000 cái áo siêu dễ thương. M95 giùm em size 81 kg. M95 con vịt trai gái đều mang được, hay dễ thương lắm mọi người. Con này chốt cho em. M94 mấy chị khách mới kèm số điện thoại đi mới chế. Cái đó là 8 tới 1 kg, 90.000 cái quần rất là đẹp luôn. M94 size 80 chị Trần Châu. Rồi còn cái, còn hai cái M94. Con này M95 giùm em. M95 nha mấy chế ơi, 85.000 size 81 kg giùm em, rất là đẹp. Con áo siêu đỉnh luôn, form rất là hàng luôn. M95 kèm size 85.000. Quá rẻ. M95 10 kg chị Thảo My. Con này em còn size 140. Size 140. M94 11 kg chị Nguyễn Nhung. Rồi còn cái M94 nữa là em hết hàng. M95 là 8 tới 11 kg còn cái nữa đó. M95 là size 80 á. Ủa? Ở 95 có bill hả? M94 size 80 cái cùng chị Đại Trang Nguyễn. Rồi Đại Trang Nguyễn hết hàng luôn. Rồi con này M96 giùm em nha mấy chị ơi. M96 cho em nha. Cái quần này 95.000. Size 120 và size 140. Size 120 và size 140 M96 95.000 cho em nha mấy chị ơi. Size 120 là size 140, con này cỡ 18 tới 20 kg, và size 140 là size cho bé 25-30 kg cho em. Rất là đẹp. Con này chốt cho em là mã M96, M96 kèm size. M96 kèm size. Nguyễn Nhung lấy ra rồi. Chốt kỹ kỹ giùm em nha mấy chị ơi. Còn đồ bộ hôm em đồ, còn đồ bộ không em hôm trước mua được 3 bộ chất đẹp lắm. Cảm ơn chị. Em để bữa nào em ra đồ bộ em sẽ thông báo, đăng thông báo lại đồ bộ nha mọi người. Em chưa có soạn đồ bộ ra nữa, em chưa like được. M96 size 120 chị Lê Đình Nguyên Trang. Rồi cái này còn hai cái size 140 rất là đẹp. Cái này chị nào chưa có comment nha mấy chế, rất là đẹp luôn form. M96 em còn size 140, 25 tới 40 kg, ủa 25-30 kg cho em nha mấy chị ơi, chốt siêu đỉnh luôn, chốt rất là đẹp. M95, ủa cái này là M nhiêu? M96. M94 đúng không? M94 cái quần em còn sót được cái size 80 đó mấy chị. Con này M96 cho em. M96 kèm size nha mấy chế. Cái này em còn size 140. Size 140 hai cái cuối cùng 95.000, rất là đỉnh luôn. Chất nè, cái chất nó đẹp lắm mọi người, chất siêu mướt còn màu kem. Tối like tiếp nha mọi người ơi. Bye bye mọi người nha. M96 em hết size 2 rồi nha chị Hương Nguyễn ơi. Chỉ còn 140 thôi mấy chế ơi. Size 120 chốt gì lên qua Đình Nguyên Trang rồi, em hết hàng. Chỉ còn 140 thôi. Bye bye mọi người. Chất đồ bộ đã lắm chân ơi, ai cũng mê. Đúng rồi mấy chế ơi. Để bữa nay em rảnh đi em soạn còn có trăm mấy set nữa là em hết hàng đồ bộ rồi, mình lẻ size không à. Để ngày mai ngày mốt đi thứ hai, hoặc là để bữa nào để em rảnh rảnh em soạn ra like. Rồi bye bye mọi người nha. Cảm ơn mấy chế rồi nhiều. Tối like tiếp nha mấy chế ơi. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.